Sắp bề thà gì phá quần tu tề về tăng ca tăng tui đinh tăng đinh năng phồn nắp phá lăng mây già về các thác ca na cha nằm tư đề hoa gần toàn quê đã dùng sắp về lộ khâm về sắc ta chiều văn ta hà rất hề tức khà mà nhung nhằn bộ cha năng sắp về la băng tu ma ma xê ta xa tiết. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh mẹ cha quyến thuộc dần xa hiện tiền quá vãng thập phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ báo truyền giúp cho thấy điều hưởng vị cam lồ đạo căn bắt thối tâm vô khổ sầu lời vàng chư Phật thâm sâu thấm nhùng trăm họ năm châu thái bình nguyện cầu tất cả sinh linh đồng nương chánh pháp quang minh chân truyền tính tâm giữ vẹn một niềm vun bồi phúc huệ tròn duyên đạo màu con xin tác bạch thẩm pháp sư ê quang ta hầm tất kỳ vầm mà ba ga hoành tăng a cha chắc ta tùng hì ba quê na tăng đức thô khả rung nghề na thi hòa xây gia tăng hào quốc thà gia phà đề na mi cha đa văn ca tô phần cháu quốc gia đa vô này về a măng phà về đi thăm ma tô tăng đức thô anu na thầm ma đề sa năng ma cấp quá sam đề xê chi sắc ta năng ác ca chi thắc thăng đề na sa thu ấy vô băng tê đề xê chi thầm ma đề sa năng sắp ba di thắc ca vi sa gia nức thầm thăng khi tha ta quê phạm thiên thành kính khẩn khoản phật nhậm lời nhưng chẳng giữ hơi nhất lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giả ngày giờ chân sang thiết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy chính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được ném hương vị phủ dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hải giác vẹn tròn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năng cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành tưới khắp thế gian bởi nhân giới tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn mi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn con xin cung thỉnh sư Liễu Tông cầm mic trước là để thử âm thanh cho nghe có rõ không sau là chuẩn bị để trả lời những câu hỏi của tất cả quý vị trong đạo tràng con xin cung thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Tát sa pha quá tô a ra hà tô sấm ma sấm bú tát sa Nam mô Tát sa pha ga quá tô a ra hà tô sấm ma sấm bú tát sa Nam mô Tát sa pha ga quá tô a ra hà tô sấm ma sấm bú tát sa Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hành giả kính thưa chư tử sinh anh và sinh nữ trong đạo tràng hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Thầy gia. Nam mô Bụt Thầy gia, Nam mô Tham Ma gia, Nam mô Sang Kha gia. Con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Kính đảnh lễ chư tôn đức tăng quý cô tu nữ và xin mến chào các anh chị đạo hữu. Và có một cái câu hỏi đầu tiên của cái nick là Thi A An Lạc. Câu hỏi của Phật tử là Lê Thị Xuân Diệp. Kính thưa sư, đề cập tới cái tâm tham thì khi con có thời gian rảnh muốn ngồi thiền thì cái muốn ở đây có phải là tham và có phải là cái ngã mới hình thành không thưa sư? Kính xin sư giảng giải. Dạ. Yeah.
Nam mô Bụt Tha Gia kính bạch Địa Tạng Hành Giả, kính thưa chư quý vị, chúng tôi nghe huynh rõ nhỏ quá, sự chỉnh ít lại nha. Thật sự ra đó, cái mà ngã của mình nó có từ thời tạo thiên lập địa, chứ không phải là tới khi nào mình có tham mới có. Có không có nó đều có cả, chứ không phải không. Bởi vì đó là cái bản chất của chúng sanh. Sau bao nhiêu tầng kỳ sanh đi, sanh làm người rồi sanh làm thú vật, chân tới tên lui gì ông sùng, thành lại bao giờ nó cũng có, chứ không phải là cho tới cái lúc cái tham nó phát sanh mới hình thành. Không phải dầu rằng tham nó không 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 phát sanh tầm thiện nữa, cái tà nó vẫn có như thường, chẳng phải không. Vì nên cẩn thận cái đó, chứ không phải chờ tới cái lúc mà tham nó phát sanh nó mới có. Không phải. Bởi vì chúng ta là phàm nhân, cái người nào mà chưa đắc đạo quả thì sanh ra lúc nào là thử hơi thở đầu tiên nó đã có cái tôi cái ta trong đó rồi. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không? Dạ, cảm ơn huynh tu học Phật Pháp, cảm ơn anh chị Phan Quang Liên. Dạ, đã cho biết là âm thanh tốt. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và bạch Ngài, con có một cái câu hỏi như thế này, bạch Ngài. Và con có người bạn cũng đã hơn 50 tuổi rồi. Và trên con đường đi tìm hiểu Phật Pháp về giữa Bắc Tông và Nam Tông, thì cái người bạn này chưa có biết là tìm đi tu tập. Người bạn này cũng đã quyết tâm đi tu tập từ đây cho đến khi mà lìa bỏ cõi đời, mà muốn tìm hiểu coi nên tu theo con đường nào cho đúng đắn và có lợi ích cho con đường tu của mình. Thì con bạch Ngài, xin Ngài là chỉ dạy cho con. Cái người này muốn là Ngài chỉ dạy cho cái con đường tu nào đúng đắn và có lợi ích cho cái người này, thì xin Ngài chỉ dạy cho chúng con để con nói lại với bạn con. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Tha Gia kính bạch Chư Tôn Hành Giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra tu đúng đắn là khởi đầu là mình phải gặp bậc thiện trí trước đó đã, rồi họ mới hướng dẫn cho mình một số điều kiện về vấn đề tu tập. Giống như chúng tôi nói kỳ rồi đó, cái thời gian mà mình cần để có khả năng mà hành, có khả năng mà có thể thực hành để có phần đó, nó rất là lâu. Và cái điều kiện đó là đầu tiên đó, và tại sao mình phải thọ tam quy? Bởi vì tam quy đó, cái bậc thiện trí thứ thiệt đó mới có khả năng giải thích cho mình hiểu được tam quy là cái gì, làm thế nào để mình có thể thọ nhận được cái điều đó một cách hoàn hảo. Rồi sau đó là mới tới học về cái cách chỉ giới. Rồi sau đó là học tới cái thành thiền, thiền chỉ, rồi sau đó là mới tới thiền, thiền minh sát. Thành ra nếu mà mình không gặp được cái bậc thứ thiệt á, thì mình không thể là một cận sinh nam, cận sinh nữ đúng mức. Mà nếu là không là cận sinh nam, cận sinh nữ đúng mức á, thì hỏi mình có đi bốn đường ác đạo không? Có thể có thể. Thì theo cái điều kiện của mình trong đời sống hiện tại này sẽ giúp mình rất nhiều chuyện, chứ không phải không. Còn bây giờ mình không chịu
học hỏi nghe là không chịu, không tìm hiểu để hiểu, để gặp bậc thiện trí thì làm sao mình có cơ hội để mình phá pháp được gì đâu mà mình tính cái chuyện mà mình làm cho đúng được, phải không? Mình nhớ cái chuyện đó, nhớ là cái bậc mà thiện trí thiết cho cái điều kiện mà mình khi nào mình tới tới cái giáo pháp của Đức Phật. Nhiều người tới giáo pháp Đức Phật nhưng mà họ không có thọ tâm quy, mấy cái điều kiện mà họ về sau họ tốt với xấu vẫn tốt như thường, nhưng mà chỉ tốt trong cõi hiệp thế mà thôi. Đó. Bởi vì người mà tâm quy thì khi mà thọ giới đó, cái giới đó là giới bình thường, giới nghĩa là ai cũng có thể có, dầu rằng có thể không thọ cũng có. Mình ở những cái xứ mình không có phạm giống như ở Âu Châu này, này kia ông chồng đó, thì cái sự mà phạm giới nó rất là hiếm đó. Mà điều cái đó thì nó cũng chỉ cho mình cái khoảng nghĩa là phù hợp với cái khả năng và cái điều kiện của nghiệp của mình trong quá khứ, thì mình vẫn có thể sanh về các cõi trời được như thường, nhưng mà đi xa hơn thì không được. Cái điều cần thiết là phải gặp được bậc thiện trí rồi học hỏi đàng hoàng theo cái điều kiện gì đó chỉ dẫn, thì mình mới có khả năng mình đi xa được và có khả năng tu hành đúng mức được. Chứ còn nếu không thì rất là khó ha. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Dạ, con kính cảm ơn Ngài rất là nhiều. Dạ, con xin hỏi tiếp Ngài một câu nữa là bây giờ Ngài nói vậy thì con hiểu rồi, nhưng mà người bạn con thì bây giờ còn đứng lơ mơ ở ngoài để nhìn vô Bắc Tông, Nam Tông, còn ngơ ngác, chưa biết chọn lựa con đường nào, thì xin bạch ngài chỉ vẽ thực tế là như thế nào, bây giờ làm sao để mà cái người này chọn lựa. Dạ, con xin ngài chỉ dẫn thêm ạ. Nam mô Bụt Tha dạ, kính bạch Chư Tôn dạ, kính thưa chủ vị, thì chúng tôi đã nói rồi phải tìm cái bậc thiện trí để bắt đầu có sự học hỏi được. Ví dụ mình vô chùa là mình phải tầm sư học đạo, chứ vô chùa đừng có cầu an cầu siêu, nó nhớ vậy nào. Nó, hoặc là mình hỏi những cái người nào từng đi chùa đó, biết cái gì nào có khả năng về pháp học, pháp hành, xin gặp. Thì để mình hỏi một số cái điều kiện, làm thế nào để trở thành người cần sinh năng quyền nữ, làm thế nào để có khả năng để mà có thể hạ thủ công phu tu tập theo theo đúng lời dạy của Đức Phật, thì họ phải, nếu họ là thứ thiện thì họ phải giải thích được chứ, họ giải thích và họ hướng dẫn mình. Chứ còn nếu mà không có giải thích, có hướng dẫn thì rất là khó khăn. Nên nhớ quý vị, nên nhớ cái giới của con người đó không phải là chỉ có tam quy rồi cái thọ ngũ giới là sống, phải nó có rất nhiều chuyện trong đó. Nói cái ngũ giới của người cần sinh nam sinh nữ mà muốn hành cho nó đúng mức đó, nó chỉ là một phần của cái loại giới hạnh mà thôi. Bởi giới hạnh đó, ta gọi là cha tụ bà rí sụt tí sĩ lá đó, tức là thứ nhất là ba tì mốc khả sĩ lá, tức là những cái giới mà để người hành có thể, nghĩa là chặn cái bốn đường ác đạo trong một kiếp, trong kiếp đó, kiếp mà mình hành đó. Cái thứ hai đó là yên thứ giá sẵn qua đã xỉn, tức là mình giới thu túc cực lục căn của mình. Cái thứ ba là cái chi quá bà rí thủ tí sĩ lá, tức là cái những cái điều mình thọ, mình đụng chạm hàng ngày đó, mình phải biết cách làm sao để mình nó đừng có đưa mình tới cái sự phật được. Ví dụ như mình gặp một cái người đó, họ làm cái việc lành, nếu mình biết thì mình xả thú với cái điều kiện của thiện pháp. Còn nếu mình không học hành đầy đủ, mình nhìn cái người đó làm thiện thì mình cũng xả thú, mà làm tịch, làm bộ làm tịch chứ biết gì mà giữ giới nó, thấy không? Cái tư tưởng mình như vậy nó đã làm cho mình sai sai lầm rồi.
Và cái thứ hai, cái cuối cùng nữa là bạch cha giá và rí xê xít ta đó, tức là mình dựa theo cái lời dựa theo đời sống của chư tăng khi mà có bốn điều kiện là luôn luôn phải quán tưởng phải này phải nọ đó, tức là vật thực rồi đồ mặc cái đồ nè, y áo mặc á, rồi tới thuốc men rồi chỗ ở đó. Nếu là bốn cái điều gọi trà tụ mà bạch trợ giá của chư tăng đó, thì người đời thay vì mình ông sư ông quán về cái lúc mà ông mặc mặc y nên, thì mình cũng có thể quán lúc mình mặc quần áo hay là mà cái gì đó nên. Còn sư ông ở trong cái chỗ ở ông quán những cái điều kiện về cái chỗ ở ông, thì mình có nhà cửa mình cũng phải quán theo để mình để cho cái tâm mình nó trong sạch nên. Rồi khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý mình đưa vào đụng chạm những một số chuyện thì mình phải có biết cách để mình tu túc để mình cho cái ác pháp được phát sanh. Và cái cuối cùng là điều kiện là thuốc men rồi này kia đó, ví dụ những loại thuốc này nó có thể là nó nguy hiểm cho cái khi mình dùng thì mình phải làm sao, phải có những cái điều kiện đó là phải quán xét hết chứ, thì cái người mà nó mới đi đúng đường được. Chứ còn nếu mình không hỏi không học thì mới mà không có ai mà mới sanh ra thì biết Phật pháp là gì hết á. Mình nhớ những cái bậc mà vào thời Đức Phật đó, nên nhớ ngài Sở là trí tuệ thứ nhất rồi đó, đi tìm đạo biết bao nhiêu xa, học chứ bao nhiêu thầy mà đâu có được gì đâu, cho tới lúc cuối cùng gặp ngài Sa Chí. Ngài Sa Chí nói cái lời những lời nói đúng theo chánh pháp thì ngài mới đắc đạo quả được. Thì mình đừng có nghĩ mình giỏi hơn những cái gì đó, mà phải ráng cố gắng tới là phải tìm hiểu rồi tìm ra một cái người nào đó có khả năng. Chứ còn nếu mà không thì mình tới chùa thì cũng như không thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sangkha. Dạ, con kính cảm ơn ngài rất là nhiều. Dạ, con có thêm một câu hỏi nữa. Vị này hỏi con vậy chứ bây giờ giữa Bắc Tông và Nam Tông, nếu vị này chọn lựa đi theo con đường nào, rồi vị này đi theo thời gian, rồi vị này nhảy qua bên đây, rồi từ bên đây nhảy qua bên kia, thì như vậy là ảnh hưởng như thế nào trên con đường tu, và nó có những cái quả xấu gì hay là như thế nào, tu hành sẽ ra sao, thì xin ngài giảng dạy cho con để con nói lại với cái gì này. Dạ, con kính dâng mic cho ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch Chư Tôn hiền giả, kính thưa chư vị, nãy giờ chúng con nói không biết cô mấy tay họ hiểu hay không. Khi mình gặp được một cái vị sư hay là một cái ông thầy mà họ nói đầy đủ cái điều đó mình hiểu, mình phải nhận dạng được cái sự có lý của nó chứ. Còn bây giờ bữa nay mình đi theo Nam Tông, mai mốt mình đi theo Bắc Tông, hỏi cái đời sống mình được bao lâu. Nên, mình gặp Phật pháp nhiều khi mình vô chùa để mình hỏi đạo, mình vừa tính pháp xong chưa chắc mình có đủ thời gian để bước ra khỏi cái chùa. Mình cứ nghĩ là rồi mình vô đó, bây giờ mình 20 tuổi mình vô đó rồi tới 90 tuổi mình mới chết à. Vô là sau khi thấy có lý rồi hạ tủ công phu liền, chứ còn ở đó mà đổ qua đổ lại làm gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sangha. Dạ, con kính cảm ơn ngài rất là nhiều. Con cũng đã hiểu về cái việc mà mất tam quy, rồi đức tam quy, rồi nó ảnh hưởng như thế nào. Nhưng mà cái con cũng không có đủ năng lực để mà nói nhiều với cái vị này. Thành ra con muốn hỏi ngài trở lại một lần nữa để con có thêm cái tự tin để mà con nói lại với vị này. Chứ thì chính bản thân con thì con cũng biết rồi, là quý ngài cũng đã nói rất là nhiều. Nếu mà nhảy qua nhảy lại như vậy thì chỉ cần là con đã theo Nam Tông rồi mà con còn đảnh lễ cái Phật A Di Đà, con còn niệm về cái
Phật đó, vị Phật đó thì con cũng đã đức tam quy rồi, thì các con đã hiểu. Nhưng mà cái vị này, đối với vị này thì cái năng lực của con còn yếu quá, con không có đủ sức để mà nói thuyết phục được cái vị này, cho nên mà con hỏi ngài để cho con rõ, rồi con sẽ nói lại. Dạ, một lần nữa là con kính cảm ơn ngài rất là nhiều. Dạ, con xin trả máy lại cho đạo tràng. Mô Bụt Thà, dạ. Con xin đọc cái câu hỏi tiếp theo cũng của cái nick là Thi An Lạc. Bạch ngài, theo như ngài nói, thân cận với bậc thiện trí thức, bậc trí thức có nghĩa là cái người đó ít nhất là phải là bậc đắc thiền. Nhưng mà đắc thiền là cả bốn tầng thiền hay là chỉ cần một ở trong bốn là đủ rồi? Dạ. Con kính gửi mic lại. Sư giảng dạy. Nam mô Bụt Thà, kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư quý vị huynh chính, cái biết mình là huynh lên lớn với chúng tôi nghe huynh không có được rồi, nói rất là nhỏ. Huynh có nghe được tiếng chúng tôi không? Nếu nghe được thì chịu khó chỉnh cái micro lớn lên chút, chứ còn nói chúng tôi nghe không có được. Thật sự nó chúng tôi nói thân cận bậc thiện trí đó, thì bậc thiện trí đó là nó có ba chuyện. Thứ nhất là bậc thánh, thứ hai là bậc đắc thiền, thứ ba là tam tạng pháp sư. Tam tạng pháp sư nhiều khi họ không có đắc thiền hay là không có đắc thánh. Ví dụ như bây giờ mình biết những cái vị chỉ còn chính là vị ở Miến Điện đó, họ thuộc loại tam tạng pháp sư đó. Thật sự ra có nhiều cái vị mà chúng tôi thì không hỏi, nhưng mà chúng tôi có từng thông một vài vị thì có nhiều người hỏi ngài cái gì cho ngài đó, hỏi chỉ kiểu đó thì ngài chỉ cười ngài đưa cái quạt ngài đè đầu ngài đẩy xuống thôi, chứ ngài không có trả lời. Bởi vì hỏi tới những cái đó chuyện mà tào lao nhất á. Mình biết cái gì đó là tam tạng pháp sư thì mình vô mình hỏi Phật pháp cho nổi, nó đắc này đắc nọ làm gì. Thì cái này cũng vậy, một trong ba hạng đó đó, nghĩa là cái bậc mà gọi là tam tạng sư, tức là nhiều khi cái gì đó có thể không có thi cử để được cái bằng tam tạng sư giống như bây giờ, nhưng mà nhất người ta đã thông hiểu ta cái lời dạy Đức Phật trong ba cái tạng mà ngài đã dạy đó, năng trong ba tạng tức là 84.000 bài pháp đó. Họ học có thể họ không thuộc lòng nhưng mà họ thông hiểu tất cả cái đó, thì họ cái đó họ vẫn có thể có khả năng, nghĩa là giúp đỡ mình được. Nó nghĩa là mình thân cận những bậc đó là ấy, nhiều khi hên lắm thì gặp được bậc thánh, mà cái nước không hên thì gặp được bậc đắc thiền là nghĩa là thứ thiệt rồi, nhưng mà không có cần nha. Mình đi gần cái gì đó là ta nghĩa là ta lão thông gì giáo pháp được rồi, chứ còn nếu mà ấy đâu có được. Chát cái đó chúng tôi không có thấy cái đó. Nam mô Bụt Thà, dạ. Nam mô Bụt Thà, dạ. Và con ta chỉnh lại cái mic, là không biết là dưới có nghe được rõ không, và cho con xin cái tín hiệu để là không biết 1 2 3, không biết là cái âm thanh đã được rõ. Và con cảm ơn xin cảm ơn sư ạ. Câu hỏi số 3, câu hỏi số 2, câu hỏi số 2 của cũng của chị Thi An Lạc. Nếu quan sát hơi thở, nhận biết được cái sự mát lạnh ở nơi vùng mũi bên trong hoặc là cứng, thì có phải là quan sát đặc tính của chất gió hay không? Và kính tri ân ngài. Đó là câu hỏi thứ hai, con kính gửi mic xin sư giải chỉ dạy về cái câu hỏi này. Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thực sự ra đó, quan sát hơi thở đó là mình phải có khả năng để mình biết cái mình quan sát cái hơi thở đó là mình đang hành cái loại nào.
Bởi vì trong bài kinh mà liên quan tới Atta Anapanasati đó, nó dính cả thiền chỉ và thiền minh sát. Thành ra nếu mà mình quan sát hơi thở với hành thiền minh sát mà không biết cái nơi này lạnh nóng gì là kim sùng, cái đó là trật lất. Đó. Còn mà bây giờ mà mình qua hành thiền minh sát thì tới cái mức mà mình cảm nhận được cái sự tiếp xúc hay cái này cái gì đó đó, thì cái đó là không còn là đặc tính của gió nữa. Mà nhớ chuyện đó, bởi vì cái đặc tính của gió đó là không, cái người đó chưa có gì cả mà người ta dựa theo pháp học đó. Chúng tôi lặp đi lặp lại nhiều lần là khi mà người hành thiền minh sát đó, cái tệ thứ nhất là tệ thấy danh sắc chứ không thấy những cái gì khác của cái pháp mà mình đang quan sát cả, bởi vì nó là danh sắc. Còn trong thời gian mà mình chưa tới nơi tới đó đó thì mình quan sát tùy theo cái điều kiện về pháp học của mình. Ví dụ một cái hơi thở mà nó vô trong mũi thì nếu mình chỉ thấy hơi thở nó vô ra, hay là mình phải đếm để cho cái tâm mình đi vững trong hơi thở, thì cái đó là không có thấy được gì cả, bởi vì cái đó là thành thiền chỉ. Còn nếu thiền minh sát thì mình phải quan sát nơi cái mũi để mình thấy cái sự tiếp xúc, hoặc là mình thấy cái sự dao động trong cái mũi rồi đầy kem rồi, nó có nhiều cái lắm, nhưng mà đại khái đó. Còn bây giờ nó mình nói là thấy cứng mềm hay cái gì, cái đó là không phải rồi. Thấy không? Cái đó là đặc tính của thực tính pháp, khi mà nó tiếp xúc vào cái chỗ nào đó mà khi mình quan sát mình không có quan sát cái sự tiếp xúc của nó, mình quan sát cái điều kiện mà mình thấy cái chỗ đó, ví dụ nó vô trong cái đầu mũi mình thấy chỗ đó, thì chỉ quan sát để mình nhận dạng cái đó mà thôi, chứ còn hỏi cái đó là cái gì, đó đặc tính của gió thế nào rồi chút đó. Quý vị nên nhớ trong một cái bốn vai tâm sanh diệt 1.000 tỷ lần, còn sắc nó sanh diệt là khoảng 500.000 tỷ lần. Như vậy thì mình ở đó mình ngồi đó mà biết đặc tính, biết cái này biết cái nọ là cái chuyện đó không? Chúng tôi thấy là có lẽ chỉ có Đức Phật mới có khả năng đó mà thôi. Nam mô Bích Thai Giá. Nam mô Bích Thai Giá. Con thay mặt ở trong room là kính tri ân về lời dạy của sư. Cái câu hỏi thứ ba là cũng của chị là cô hướng thượng, nick là cô hướng thượng, xin gửi lên. Đó là bạch với ngài là có thể giải thích những cái ký hiệu ghi chú về những cái bài kinh đó, ví dụ như là SN 3580, để mà mình tìm học trong cái bài kinh nào á. Dạ, kính tri ân ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. SN nó là Sanyutta Nikaya. Sanyutta Nikaya. Thì tùy theo cái, nó có một số cái chữ tắt thường thường trong những cái website hay là những cái website của vị nào đó, thì cái phần liệt kê phía dưới họ đều liệt kê một số cái chữ tắt này hết để cho mình biết. Còn cái 35 chấm mấy này đó thì có thể là cái bài kinh đó mình đọc khoảng thời gian nào đó thì nó hiện lên một số cái điều kiện về vấn đề thời gian không gian gì nhiều lắm, người ta đánh dấu. Nhưng mà khi mình đọc trong những cái đó mình phải biết người ta, khi người ta đánh dấu vậy đó, cái sự chú thích dưới đó nó nghĩa là gì, gì là tìm như thế nào thì trong đó nó có hết, nhưng mà không phải cái nào nó cũng giống nhau. Ví dụ như cái, trong cái website của ngài Phản Nisaro Access to Insight đó, thì họ đánh dấu cái khác, cái những cái chữ khác, còn có những cái ví dụ thành tinh đạo là cũng lại khác, nên là tùy theo chỗ. Nhưng mà ví dụ chữ SN thì chúng tôi biết ở đây là cái sẵn vô tạng đi ca giá, nó là tương ứng của kinh đó, nên nó có nhiều cái đó tùy theo chỗ, chứ còn nói chắc chắn thì không có được. Nhưng mà muốn đọc những cái sách đó thì phải coi cái lời giới thiệu, rồi cái cuối phần giới thiệu đó họ sẽ giới thiệu, họ sẽ bài trình bày một số
cái những cái chữ duyên phách hay những cái điều kiện gì đó, thì mình dựa vào đó này sau này để mình tìm những cái niệm Phật mới sinh. Nếu mình thấy những cái chữ như vậy, Nam Mô Bích Thầy giá. Nam Mô Bích Thầy giá. Dạ, thay mặt trong rùm là con kính tri ân về lời dạy của sư. Dạ, xin mời những anh chị đạo hữu khác gửi những cái câu hỏi lên. Xin mời mọi người, mọi người gõ những cái câu hỏi lên hoặc là giơ tay lên để mà đặt câu hỏi trực tiếp với lại sư, để chúng ta làm cái bài học cho cả room trong ngày hôm nay. Kính mời các anh chị. Kính mời các anh chị, mời các anh chị gõ tiếp các cái câu hỏi lên. À, đây có nít xin nhường cái mic lại cho chị Hà nêu câu hỏi trực tiếp đến sư. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mà, dạ, Nam Mô Sang Thầy, dạ. Dạ, con kính đánh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Liễu Tông, chị Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, không biết đạo tràng có nghe âm thanh của con rõ không ạ? Dạ, con cảm ơn anh tu học Phật Pháp. Dạ, thưa Ngài, con vẫn nghe cái giảng sư dạy hoặc là ngay cả những cái bạn đạo của con vẫn thường hay nói như thế này. Chừng cộng nghiệp, về cái chữ cộng nghiệp ở đây mình phải hiểu như thế nào thưa Ngài? Dạ, con kính trao mic lại cho Ngài giảng dạy. Nam Mô Bích Thầy, dạ kinh bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, thường thường với cộng nghiệp là chỉ cho các hành động của một nhóm người làm cùng một lúc, nhưng mà trong lúc, thí dụ trong lúc đó có 10 người đi, thì trong đó có một cái là cái gì lãnh tụ, còn 10 người kia đi theo để phụ gì dùm dùm đó, thì khi do quả cái người mà xếp xong đó thì lãnh nặng nhất, còn những người kia cũng lãnh trong cái nghiệp đó nhưng mà có thể nó nhẹ hơn hoặc là nó như thế nào đó là tùy theo. Thì cái cộng nghiệp là mình giúp nhau mình làm một việc thì mình tạo cái nghiệp, mà cái nghiệp đó nó những người trong đó nó đều nhận lãnh để cái quả của nghiệp đó nặng nhẹ tùy theo cái bổn phận phần sự hay là cái tác ý của mình trong lúc mình giúp như cái chuyện đó. Còn cái người mà lãnh nặng nhất đó, tức là cái chủ sĩ đó xếp xong đó, thành là cộng nghiệp là như vậy. Nam Mô Bích Thầy ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, thưa Ngài, nói nếu mà nói cộng nghiệp thì nó phải có nghiệp tốt và lẫn nghiệp xấu. Thì nếu dụ như mà mình cùng nhau làm một cái việc thiện gì đó, thì cái người lãnh đạo thì sẽ được lãnh, tại vì người đó lúc nào cũng hô hào trước, chủ trương trước, rồi cùng làm, rồi hoặc là bảo người ta làm, hoặc là cùng vui với cái chuyện làm thiện đó, thì cái người mà lãnh đạo trước đó thì hưởng cái quả nhiều nhất, rồi những người mà đi theo tùy theo cái tâm, tùy theo cái sự hướng thiện thì cái quả nó cho cũng có cái sự khác biệt. Mà con có cái thắc mắc đó thưa Ngài, là con cứ nghe mấy bạn đạo con cứ nói là thí dụ như mình tới chùa rồi mình phát tâm mình cúng dường hoặc là mình trai tăng này nọ, nhưng mà mình lại có cái sự dòm ngó lựa chọn. Mình nói cái vị này không giữ giới, cái vị này giữ giới thì mình phải cúng với vị này này này. Thì khi đó nếu như rồi có những vị thì nói nếu mà mình cứ cúng dường cho cái vị mà không có giữ giới hạnh trong sạch đó thì mình cộng nghiệp. Thì con chưa có hiểu là nếu mà bạn đạo con nói như vậy, cộng nghiệp là cộng nghiệp ở chỗ nào? Khi mà mình thành ra con có cái sự thắc mắc đó, thì Ngài có thể giải thích cho con cái phần đó được không ạ? Dạ, con kính trao mic lại cho Ngài giảng dạy. Nam Mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thành là trước khi làm cái phước mình phải quan sát là vậy đó.
Cõi cộng nghiệp giống như cái như câu hỏi đó, là cái người đó đó mình có đức tin với cái người đó, mình đem hàng ngày ví dụ mình để bát đi, mình để bát, nhưng cái người đó đó là không phải là cái người tu hành đàng hoàng thì họ vẫn lãnh cái đó, còn mình hộ độ cái người không đàng hoàng thì cái cộng nghiệp của mình đó là cái chuyện như vậy, chứ không phải là ấy, thấy không? Tại vì cái người đó, đó họ được hưởng cái điều kiện của mình cho, nhưng mà giới hạnh không trang nghiêm, thành ra khi mà họ sanh kia sanh trở lại đó, nếu mình có mình vì cái lý do vì cái nghiệp của mình đó, nó cái nghiệp chánh của mình đó, nó mà cũng sanh trong khoảng thời gian giống như người đó, gần người đó, thì cái những cái gì giống nhau đó thì mình cũng hưởng. Ví dụ cái người đó anh sao hưởng sao thì mình cũng hưởng vậy, dù rằng có thể mà mình đi chùa mình làm toàn việc tốt, nhưng cái người đó họ cũng đi chùa nhưng mình làm việc xấu, nhưng mà có những cái lúc mà họ lãnh quả mình dính vô thì mình vẫn là cộng nghiệp, thì sao không cộng nghiệp, bởi vì mình đã hộ độ cái người không có đàng hoàng, thành ra khi họ nhận lại quả tốt thì mình hưởng chút chút, mình nhận qua họ nhận quả xấu thì mình cũng hưởng chút chút, chứ làm sao không hưởng được, phải không? Thành ra thường thường đó Đức Phật dạy mình, dầu rằng mình chuyên một ông sư nữa, mình cũng dâng cho tăng, chứ mình đừng nghĩ tới ông đó, bởi vì thường thường là phàm nhân là không có gì hoàn hảo đó, mình dâng mình có đức tin với ông sư đó, mình đâu có biết trước mặt mình thì ông trang nghiêm hay, nhưng mà sau lưng mình có ông có không có trang nghiêm, hay là ông có những cái gì đó thì mình đâu biết được, thấy không? Thành ra mình nhìn vào đó, mình lấy cái tăng tướng đó, mình suy nghĩ đến tăng, tới cái vị khác, không phải vị khác mà tới cái nhóm nhóm chứng chi tặng khác, nhóm chi tặng học trò của Đức Phật chẳng hạn. Thế còn nếu mà mình làm về dân cho ông đó, xong rồi mình dính mắt với ông đó là mình có đức tin rồi này kia, mà nếu ông đó tốt thiệt thì mình vẫn hưởng quả lành, còn ông đó xấu thì mình cũng dính theo ông, chứ làm sao không dính được. Thành ra cái cộng nghiệp mà nếu mà vậy, trong trong Bali thì tìm rồi nó họ giải thích, nhưng mà họ không có chữ riêng biệt là cộng nghiệp, nhưng mà mình dựa vào một số điều giải thích của những cái nghiệp trong cái phần giải thích về nghiệp thì mình thấy cái cộng nghiệp nó là mình cùng chia sẻ trong hành động nào đó trong quá khứ. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con kính trưa ngài. Vậy thì theo cái sự giảng dạy của ngài á, là khi mình thực sự mình đâu có biết, ví dụ như giờ cái vị tăng đó là ở phương xa tới đi, cũng tới thăm chùa, thì mình không có biết rõ được cái vị đó, thì thay vì mình nhắm đến đối tượng, mình phải nhắm đến cái sự cái tăng chúng, những cái vị thánh tăng, mình coi sự cái quý trọng đó, thì cái tâm của mình lúc đó nó không có khởi lên ác pháp, mà mình cúng dường với cái sự trong sạch, thì mình không có cái cộng cái nghiệp, mà những cái nghiệp gì mà cái vị đó làm, thì như vậy có phải là cái sự tác ý khôn khéo mà con nhớ con có những bạn đạo con cũng đã chia sẻ như vậy, là hãy hướng đến tăng chúng ở thánh tăng, nghĩ đến ân của tăng bảo khi cúng dường, thay vì bất cứ một đối tượng, để cho tâm nó không có sanh khởi những cái ác pháp, sự phân biệt, sự so sánh. Thì có phải đúng như là ngài vừa mới giải thích không? Con muốn một lần nữa muốn kiểm tra lại cho con cái hiểu của con nó đúng chính xác, để mình không có bị cộng cái nghiệp mà đôi chẳng biết được cái vị đó như thế nào. Dạ con kính tra mít lại cho ngài. Nam mô Bố Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Giả Kinh Thừa Chủ Vị. Có cái vị sư đó đó, người ta biết ông không có đàng hoàng, nhưng bữa đó chưa tăng sai ông ta tới nhà người Phật tử, tại người Phật tử cúng dường mà ông đem nó tới chùa rồi, thì chưa tăng biểu ông đi ra đó đó để nhận, thì ông ra đó họ rất là tử tế, họ mời thầy kia ông trong đàng hoàng để họ dân cúng đặt tác bạch, dân cúng dân để rồi ông sư ông lấy đồ đó về. Ông thấy người này thí chủ này thứ thiệt là để thôi, để mình ra là làm quen. Ngày hai ba ngày hôm sau ông ra ông tìm người đó không tiếp, không còn tiếp. Thì ông này ông mới lão, ông sư này ông lão, hỏi tại sao vậy? Nó bữa trước ông đại diện chư tăng, tôi dâng vật thực tế chư tăng, tôi không dâng cho ông,
Nhưng bữa nay ông tới mình ông thì chúng dân cho cá nhân ông thì tôi không có làm. Đó, thấy không? Mình cứ nghĩ tới chư tăng để mình khi mình làm cái phước nó không dính dấp vào những cái đó thì nó mới tốt. Chứ còn nếu mà mình nghĩ là thấy ông sư đó bữa trước cái mình đàng hoàng với ông thì sau này nghe người ta nói cha cái xấu cái là cái mình kiếm chuyện với trả cái đó là mình lỗ vốn liền ha. Từ đầu không có nên để ý tới cá nhân ông sư đó, bởi vì khi mà mình dân tới chưa tăng chứ mình không dân về cá nhân ông nên nó không có chuyện gì mà để phải lo lắng cả. Chứ còn mình dân cho cá nhân ông sư thì trước sau nó có nhiều chuyện đó, bởi vì phàm nhân mà nói chuyện giỡn hoài, phàm nhân đã trong sạch trong trăm mà không có đâu. Mô Bích Thầy vậy. Dạ, Nam Mô Bích Thầy. Dạ, dạ con kính tri ân ngài. Dạ, ngài cho con hỏi thêm một cái nữa rồi con trao mít lại đạo tràng con giữ không phải lâu. Con hồi xưa con học đó thưa ngài thì có một vị giảng sư cũng khá lâu rồi dạy con cái cộng nghiệp thì con dở cái bài học cũ của con ra thì con đọc thì để coi coi có thiếu sót thêm cái phần nào nữa không ạ? Thì con ở đây con có ghi là cộng nghiệp á, thì nó phải qua ba thân lời và ý và các pháp của nó là hoan hỷ cùng làm ha, hoan hỷ cái việc làm đó, rồi cái thứ hai là hỗ trợ việc làm đó, rồi cái thứ ba là cùng làm cái việc làm đó, và cái thứ tư là suối làm cái việc đó. Thì như vậy nó đã đúng cho cái sự cộng nghiệp chi pháp của nó chưa thưa ngài? Dạ con kính trân mít lại cho ngài. Dạ. Nam mô Bồ Tát gia kinh bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư vị. Thật sự ra đó người ta làm cái việc lành mình xả thú mình cũng là cộng nghiệp với người ta đâu, chứ đâu phải mình xả thú là cái đó nghiệp riêng của mình cho được. Mình dựa vào người ta chứ mình dựa vào người ta để mình tạo nghiệp thì là cái đó là cộng nghiệp. Khi nào mình tự làm nó không liên hệ gì ai đó thì cái đó mới là cái nghiệp của mình, cái biệt nghiệp 100%. Chứ không phải là nó phải điều kiện về điều kiện nọ nó cộng nghiệp thôi, có khi nó nhiều chuyện, có khi nó không có chuyện gì đó, nhưng mà mình tích tắc cái là mình cũng dính vào chuyện đó chứ phải không đó. Đó. Nếu mà mình thấy người ta quét rác tại sao mình không quét rác để mình có được cái phước, mà mình chỉ đứng mình xả thú thôi, thấy không đó. Ví dụ mình hạ thủ công phu nó khác, mình không hạ thủ công phu chỉ cái tư tưởng cảm thấy người đó làm việc lành nhưng mình xả thú thì thôi nhá. Nó phải hiểu chứ đâu phải là phải bao nhiêu chi đâu. Bao nhiêu chi là mình tính cho cá nhân mình khi mình làm gì đó muốn cho nó tốt lành thì phải cần cái chi trong cái thời gian, ví dụ trước khi làm, trong cái làm, sau khi làm. Còn mình cộng nghiệp tại nhiều khi mình không cần trước sau gì hết á, nhưng ngay lúc đó là mình có tác ý cộng hưởng với người ta là mình dính liền. Nam mô Bích Thà giá. Nam mô Bích Thà giá. Con xin thay mặt ở trong rừng kính tri ân về những cái lời dạy vừa rồi của sư. Con xin cảm ơn chị Hà đã nêu ra các câu hỏi. Con xin đọc một cái câu hỏi tiếp theo của cái nick là Chiếc Lá Mùa Xuân. Bạch ngài, con đọc sách thấy người làm diễn viên ca kỹ, sau khi thân hoại mạng chung sẽ tái sanh trong địa ngục hỷ tiếu. Pahaso. Địa ngục hỷ tiếu là gì thưa sư? Dạ con kính gửi mic cho sư giảng dạy về cái câu hỏi này. Nam mô Bồ Tát gia kênh bạch chư tông dạ kính thưa chư quý vị. Chúng tôi học cũng không thấy cái tên địa ngục này nên chúng tôi không biết người ta, nhưng mà có nhiều người giải thích là rớt vào cái nơi địa ngục đó là tống ngay cái cười hoài. Đi xuống địa ngục nó khổ thế bồ mặt trời sao cái gì mà nói là sanh vô địa ngục hỷ tiếu rồi ra chúng tôi không chịu chết. Thôi thì tìm người nào không biết hỏi đây cho chúng tôi không có biết với cái vụ này.
Hồi xưa hồi học cũng thấy cái khổ cái lại có duyên thông cảm. Chúng tôi học gần tôi học tiếng người Thái với người Miến Điện. Thành ra cái nhiều khi cái chữ đó không biết là cái chữ gì mà người ta dịch cái gì không biết, nhưng còn thì tiếu hỷ tiếu này chúng tôi không có rõ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con xin thay mặt trong rừng là kính tri ân về lời dạy của sư. Dạ xin mời các anh chị khác. Xin mời các anh chị khác gõ câu hỏi lên hay là giơ tay lên. Rồi, xin mời anh Đạo Huynh ha. Tôi nhường mic lại cho anh nêu câu hỏi trực tiếp với sư. Dạ, kính cảm ơn anh tự học Phật Pháp. Dạ. Các bạn sa thú anh làm thị giả cho ngài Nhữ Tông. Dạ, trước hết là xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ ngài Nhữ Tông. Dạ. Kính chào thưa quý vị. Dạ. Không biết mọi người nghe nhà rõ tín hiệu không ạ? Dạ. Ở trong kia, trong đây nó hơi ồn, thành thử không biết. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, dạ thưa sư, là cũng như một bệnh nhân mà tới tìm bác sĩ đó, thưa sư thì ví dụ tìm ba ông bác sĩ này, ông A, ông B, ông C, thì mỗi ông cho một cái trị liệu, một cái phương pháp trị liệu để mà chữa cái căn bệnh của người bệnh nhân đấy, thì cùng một thể ấy thì cái người tầm sư tầm học đạo thì cũng tìm ba ông sư. Mỗi ông thì cũng đưa ra một cái phương pháp để mà hạ thủ công phu để mà tu tập. Dạ, thì chúng tôi là những người rất cũng dạ, trên đường cũng sơ cơ, thành thử mình tìm tới ba ông sư thì ba ông nói cái ba cách khác nhau. Thì không biết là mình theo cái ông nào cho đúng. Dạ, thành thử là mỗi người có cái nghiệp riêng, có cái cách tu tập riêng, mấy ông cho mấy ông đúng nhưng mà nhiều khi là không áp dụng cho chính bản thân mình. Anh thử là cái điều đó làm chúng tôi rất là băn khoăn. Không biết đi cái đường nào cho nó đúng cái trường hợp riêng của mình. Tại vì trên đời này mỗi người đều tự qua cái cầu mình hết, tự bước qua cầu chứ không ai đi giùm cho mình hết. Anh thử là xin sư cho một vài cao kiến để mà khuyên chúng tôi, những người hầu học như vậy, thấy làm sao cho đúng, phải theo người nào. Xin nhường bích cho sư mà em mua bích thầy dạ. Nam mô thầy dạ, kính bạch chư tôn hiền dạ, kính thưa chư quý vị. Lỗi là do cái người đi tầm sư học đạo chứ không phải do mấy anh kia. Mình đi tập mình phải đi từng đi một ông kiếm một ông nào rồi có mình học hỏi đàng hoàng chứ còn này qua ông chỉ cho được à. Bây giờ đó bởi vì chúng ta nói là nhiều lần là vậy đó, vì cần phải tìm cái người thứ thiệt chứ còn khơi thứ giả là cái gì coi chừng. Chúng ta thí dụ về dễ hiểu tại sao mình phải học để mình có thể mình tìm thấy con đường nó đúng à. Thí dụ như thiền chỉ đi, thiền chỉ nó có 40 đề mục và nhưng mình học 40 đề mục, dựa vào cái gì để mình học 40 đề mục đó? Nó dựa vào 6 chuyện, tức là 6 loại cá tánh của chúng sanh đó. Đối với thiền chỉ là chúng sanh, tất cả chúng sanh ở cõi thế này đã có 6 loại cá tính khác nhau. Mỗi một loại cá tính nó phù hợp với một số cái đề mục mà thôi. Đó. Thành ra cái chuyện quan trọng mình gặp con thiền sư là mình phải học hết cái đó, học này kia xong rồi mình dựa vào cái điều mà hiện về cá tánh đó, mình học mình hỏi ổng à, tôi cá tánh đó có những điều kiện gì, điều kiện gì, thì khi mình học rồi đó, nếu mà những cái điều kiện đó ví dụ như người người có cá tánh tham thì hay vui vẻ ham thích những cái gì 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 đó nên, từ trong đó là trong sách nó có liệt kê, nếu ông đó ông là tứ thiệt thì ông phải giải thích cho quý vị rõ điều đó. Nên khi mà giải thích quý vị hiểu rõ rồi thì nó phải phù hợp với một số chuyện nào đó trong
lời dạy Đức Phật thôi chứ làm sao mà ấy được. Nó thành ra mình phải hiểu trước khi mình thông thạo học thông thạo 40 đề mục đó, mình phải hiểu 6 chuyện liên quan tới cái người mà có thể hành thiền đó được. Đó, thì bốn cái chuyện là bốn loại cá tánh, sáu loại cá tánh, sáu loại cá tánh đó. Thì khi mà mình ấy rồi mình học thêm cái đó rồi mình nhìn lại người mình phải biết mình thuộc loại cá tánh nào, thì mình lựa một số cái điều kiện về cái đó rồi mình mới 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 hạ thủ công phu được chứ. Chứ còn bây giờ mình khi không có mình đi gặp cả ba ông là sao, không nghĩa là không có kết quả gì đâu, thế thiệt thật sự vậy đó. Bởi vì không phải là ba ông đó là cái sự hiểu biết cũng giống nhau, thấy không? Mà cái sự hiểu biết của ông mà ông nhìn mà ông nhìn nội ông nhìn mình không ra cái loại cá tánh nào đó, bởi vì ông sẽ hỏi tới hỏi lui hoặc là ông quan sát mình đó, mình không có thể ông đoán ra cái loại cá tánh của mình như thế nào, bởi vì trong đời sống hàng ngày mình nó nói lên cái loại cá tánh của chúng sanh đó. Nó đi tìm đi tìm á, thầy thật sự là mình chỉ đi tìm một ông mà thôi chứ không cần nhiều, rồi mình hỏi ông cho kỹ càng những cái chuyện mà liên quan học là mình học cái gì đấy. Rồi mình về mình tìm cái sách mình đọc rồi nói ví dụ như bây giờ mình đọc rồi tới cái những cái điều kiện gì cá tánh mình đọc 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 đó, mình thấy cái đó nó không không rõ ràng, mà vô mình hỏi ông đó cái chuyện đó mà thôi. Nói giờ con không biết cá tánh con thì dạy con phải làm thế nào, thì ông dạy thì mình về mình quan sát mình trong thời gian ngắn thì con có phải giống như vậy hay không, thì mình mới biết mình là gì, thì mình mới có mới lựa được đề mục. Chứ mình không nhận ra cá tánh mình lựa đề mục không được, mà ông thiền sư ông lựa cho đề mục cho mình là mình còn chết sớm nữa, bởi vì ông đâu có biết mình là ai, ông đâu biết mình thuộc loại cá tánh nào, ông đâu biết mình học hành như thế nào đâu, mà ông tự nhiên ông vô đây đi. Làm này vô đây làm kia đi đúng không? Đó anh đang chúng tôi đã nói là thường thường nó mình muốn ấy cái đó là phải lựa cái vị sư mà thời buổi này mình gặp cái vị mà bậc thánh có rồi, gặp người ta vị đắc thiền cũng có, giờ mình lựa cái vị mà lão thông về một số điều kiện trong giáo pháp Đức Phật, mình hỏi ông rõ ràng xong rồi mình mới bắt đầu mình đi tìm những quyển sách để mình học theo học hỏi cái điều như ông nói có đúng hay không, rồi mình hạ thủ công phu rồi mới tính được. Cái còn bây giờ tự nhiên mình chưa hạnh nên mình tìm ông này hỏi ông mới kia hỏi ông mới ông nọ dạy hạnh như thế này ông kia dạy như thế nọ, thì cái người điên là mình chứ không phải là mấy ông thầy sư đó. Mình nhớ chuyện đó, mình đem cái con người mình ra để mình thử những cái đó là không có nên, bởi thiền mà đi đúng rồi đó thì phước báo vô lượng, nhưng mà sai một cái thì quả báo bất khả tư nghì. Nói cho biết trước. Nam mô Bích Thạ giá. Nam mô Bích Thạ giá. Con thay mặt cho trong room xin tri ân về những cái lời dạy của sư. Cái vấn đề mà như là cái anh đạo huynh cũng như là trước đó anh cũng nói về cái vấn đề là bây giờ làm sao để mình biết được mình gặp thầy nào để mình biết là cái người đó là có thể hướng dẫn mình đó thưa sư. Thì với một cái Phật tử mà thậm chí là đi chùa lâu năm đó, mà còn chưa chắc gì đã có khả năng mình nhận biết được cái chuyện đó, nói chi là một cái người họ đang chập chững họ bước vào như vậy đó. Theo theo quan điểm theo cái ý của con như vậy thì ví dụ như mình có thể mình nói rằng là cái giáo pháp thì phải tu theo là bát chánh đạo, là phải tu theo là tu thiền, là phải tu tứ niệm xứ, tu là phải tu bát chánh đạo. Thì bát chánh là con đường độc nhất đưa đến sự an ổn và bất tử, con lấy ví dụ như vậy. Thì vậy ai mà dạy về bát chánh đạo, ai dạy thiền về tứ niệm xứ thì là mình nên học. Thì như với một cái sự hướng dẫn mà cụ thể như vậy thì nó có cái tác dụng phụ nào hay không thưa sư? Nhà con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy rõ hơn về cái vấn đề, mình có thể gợi ý cho một cái người họ sơ cơ họ đang tìm tới Phật pháp, những cái dấu hiệu nào để mà họ có thể họ lần theo một cái vị thầy
có thể hướng dẫn cho họ đi đúng đường. Dạ, con kính gửi mít cho sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hạ giả, kính thưa chư quý vị. Cái pháp hành đó được mình từ thời dùng chữ bà thì bạch tỷ đó, mình hay dịch là pháp hành đó. Nó có bốn đồng nghĩa rằng, nhưng một nghĩa đầu tiên thì chúng tôi nói một nghĩa để chúng tôi giải thích cái chuyện mà mình hỏi vậy. Cái nghĩa đầu tiên là đi, hỏi đi đâu đó. Thì thế đi 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 về hướng nếu có niết bàn chứ đâu. Rồi bây giờ đó mình muốn đi đó, mình phải đi kiểu nào? Bởi cái chuyện đi nó có ba chuyện: đi bằng đường bộ, đi bằng đường thủy và đi bằng đường hàng không. Chứ không phải mình nói mình đi là muốn đi sao đi, mình nhớ chuyện đó. Mà đi đầu tiên đi đường bộ là đi gì? Đường bộ là con đường, nếu theo Phật pháp đó, thì mình phải biết con đường bảy đoạn, tức là bảy cái sạch tạ quý sự tí mất cá đó, tức là bảy con đường thanh tịnh đó. Thứ nhất là giới tịnh, là đoạn nghi tịnh này kia xong, cho tới cuối cùng mất kha mất khá quý sự tí đó, phải không? Đó là dành cho cái người đó, người đi bộ. Rồi bây giờ cái thứ hai dành cho người đi tàu đó. Thì đi tàu trong Bali nó có cái danh từ là thẳng khí cả Nawa, Nawa tới con thuyền thẳng khí cả, tức là phải đi trên con đường là có tám chi đàng hoàng, thẳng khí cả tám. Thì bây giờ thì mình phải biết là con đường đi tàu rồi, phải đi con đường đó. Tại sao mình phải đi tàu? Thấy con người mình nó có bốn cái loại mà ô khá đó, ca mô khá này kim sùng đó, giống như là cái biển đó, mà mình lang thang giữa biển, bây giờ mình muốn đi thì phải rồi. Mình bị chôn vùi bởi vì ca mô khá, tức là phiền não này kia, thiết thổ khá đó, tà kiến hay gì gì đó. Thì mình phải học, phải hiểu cái đó để mình mới đi con đường là thẳng thì cả nó qua được. Còn bây giờ mình lại đi đường bộ, nó xa tới bảy đoạn khác nhau, phải đi đổi chiếc xe này kia. Bây giờ mình đi cái tàu, mà phải tìm ra cái tàu nó có đủ tám cái điều kiện đó, vậy đó. Có không? Không, giờ đi máy bay đi đó. Đi máy bay đó, tại vì chúng tôi dùng chữ máy bay hay dùng đường hàng không, mà tại vì cái chữ mà trong Bali đó, họ dùng được chữ gia nách tại giá. Gia tức là cái sự chuyên chở đó, gia nách tại giá, cái là con người là mình dựa vào cái điều kiện đó, là điều kiện đi bằng cái phi thiền để thấy cái gì đó, tức là thấy vô thường khổ não vô ngã. Thì cái chuyện thấy vô tình không ngã, vô ngã đó là cái phương tiện mà đi nhanh nhất. Nhưng mà trong cả ba điều kiện như vậy đó, đi đi bộ đi này kia một sọc đó, đầu tiên phải dựa vào pháp học. Thiền học mới mới biết cái lời dạy Phật liên quan tới danh sắc như thế nào, liên quan tới thiền chỉ như thế nào, liên quan tới thiền này thiền nọ như thế nào chứ. Thành ra mình mới đi, thấy không? Đó. Bây giờ thí dụ như mình không học thì làm sao để mình giữ giới, làm sao có được giới thanh tịnh? Đó. Mà mình không có biết về những cái điều kiện để mình hạ thủ công phu về pháp thiền chỉ thì làm sao mình có chịu tạo với sự tí, tức là định thanh tịnh, thấy không? Đó. Mà mình không có học để mình ấy thì làm sao mình có được cái chánh kiến thanh tịnh hoặc đoạn nghi tịnh này kia không? Cái đó là phải học. Học rồi mình mới lựa được những cái điều kiện đó để mình đi theo chứ. Chứ đâu phải dễ đâu, thấy không? Đó. Anh đã học rất nhiều cái, nhiều chuyện như vậy đó. Đó. Còn thí dụ như mình nói là mình đi đi dùng cái da nắp thì da mình thấy tam tướng là mình học cái gì ấy, thì mình học để mình hiểu cái danh sắc là gì, thực tính pháp là gì, chế định pháp là gì, thì mình hạ thủ công phu rồi mới thấy được. Chứ còn nếu mà mình không hạ thủ công phu mấy cái đó nè, bởi vì dòng muốn và không, đầu tiên vẫn là pháp học chứ không thể pháp học được. Mà quý vị tìm được ông cái vị mà có khả năng, cái bậc thiện trí mà có khả năng đó,
để dạy giúp đỡ quý vị những cái liên quan tới pháp học, những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó, thì quý vị có thể đi xa được. Còn nếu mà không tìm được những người đó thì nghĩa là tùy theo cái điều kiện mà cái nơi mình vô, ví dụ như mình nơi vô cái nơi của ngài Ma Si Sa Đo thì cái phòng xẹp muốn cái phòng xẹp để làm gì, quán cái phòng xẹp để thấy cái gì mình không biết, tại vì mình không có pháp học. Mình cứ mình suy nghĩ vậy vậy đi thì mình biết liền gì đâu. Còn nếu mình có pháp học đó, mình quán phòng xẹp để thấy cái gì, để thấy sự chuyển động của gió, chứ không phải thấy cái bụng nó phồng lên xẹp xuống, chuyển vô ích đó. Hoặc là mình vô trường thiền, những trường thiền khác cũng vậy nữa, để mình biết cái đó là cái gì, cái đó là cái gì. Mà nếu mình không học để hiểu rõ những cái điều kiện đó đó, thì làm sao mình có thể mình đi được chứ, làm sao có thể mình hạ thủ hô pháp hành được, vì thế không, thành nó phải học những cái điều kiện đức Phật để dạy cho mình đó, để là 84.000 bài pháp đó, phải học. Còn nếu không học thì mình nói mình thành chơi cho vui chứ không có kết quả gì cả. Nam mô Bích Thai á. Nam mô Bích Thai giá, và con kính tri ân về cái lời dạy của sư. Và xin mời những anh chị đạo hữu khác nêu các cái vấn đề lên. Chúng tôi dừng lại để chờ những cái câu hỏi của các anh chị. Xin mời các anh chị. Rồi, như vậy thì trong khi chờ đợi các anh chị ha, thì con xin nêu một cái vấn đề như vậy. Đây là một cái vấn đề thực tế là như vậy thưa sư. Tức là trước khi mà các cái Phật tử, trước khi mà chúng ta muốn chúng ta mà được học và hiểu về giáo lý, thì dường như rằng là bất kỳ ai cũng là luôn luôn có cái nhận thức là có một cái tôi, có một cái tôi ở trong cái thân thể này, nó thường và nó là ngã. Cái tôi này là nó chính là mình, cái thân thể này nó chính là mình, nó là cái ngã và nó là thường hằng. Thường hằng ở đây theo cái nghĩa là sáng cũng là mình, chiều cũng là mình, tối cũng là mình, 5 tuổi cũng là mình, 30 tuổi cũng là mình, 50 tuổi, 60 tuổi cũng là mình. Tức là nó có một cái tôi hằng hữu như vậy. Là trước khi mình học, rồi sau khi mình đến với đạo Phật á, thì mình được học về cái giáo lý vô thường với vô ngã. Thì cái nhờ cái việc mà mình hiểu được cái khái niệm về vô thường với vô ngã đó, thì nó mới làm lung lay cái ý niệm. Nó làm lung lay cái ý niệm về thường và ngã ở trong đầu của mình. Và có thể nói rằng là ở trên cái bề mặt ý thức á, thì chúng ta có thể là thay thế cái khái niệm là thường và ngã bằng cái khái niệm là vô thường và vô ngã. Đó là sau khi mà nhiều năm mình học đạo, mình học, mình hiểu như vậy. Tuy nhiên á thưa sư, nó có một cái vấn đề là như vậy. Là mình chỉ thay đổi cái khái niệm thường và ngã bằng cái khái niệm vô thường và vô ngã ở trong đầu của mình thôi. Còn cái chuyện mà những cái suy nghĩ nè, những cái lời nói nè, những cái hành vi nè, là nó vẫn như cũ. Tức nghĩa là nó vẫn theo cái khuynh hướng là bảo vệ cho cái tôi của mình, và luôn luôn chọn cái gì đó mình suy nghĩ, mình nói hay mình làm cái gì cũng là muốn cho bản thân của mình được lợi nhất. Bố thí thì cũng phải tìm coi cái cách bố thí cúng dường nào mà nó sở hữu được, thu thập được, tích lũy được cái phước cao nhất, ví dụ như vậy. Đi học cũng phải chọn lựa. Nói chung tất cả mọi cái hành vi nó vẫn theo cái khuynh hướng là cái gì, là chấp thường và chấp ngã ở trên cái thân này. Như vậy thì rõ ràng là trước khi mình học đạo và sau khi mình học đạo, thật ra nó chỉ thay đổi những cái khái niệm ở trong đầu của mình. Còn cái hành vi thì con quan sát, con thấy nó vẫn như cũ. Thậm chí nó còn bonus vô đầu của mình thêm một cái gọi là cái gì, ngã mạn. Là tại vì sao? Là tại vì mình nghĩ rằng là mình học nhiều. Thì như vậy đó thưa sư. Thì cái vấn đề như vậy thì con muốn đặt ra để con hỏi rằng là như vậy thì cái pháp hành và cái pháp học
nó có vấn đề ở chỗ nào mà để cho một cái người Phật tử bị mắc kẹt vào những cái khái niệm mà hoàn toàn nó có thể nói rằng là nó không có hiệu quả, thưa sư. À, như vậy thì xin sư quan hỷ và từ bi chỉ dạy để mà chỉ ra cái nguyên nhân của cái bệnh đó, đó để mà mình vượt qua. Và con kính gửi mít cho sư chỉ dạy rõ về cái vấn đề này. Nam mô Tài gia kinh bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. 84.000 bài pháp của Đức Phật nó không có gì sai trong đó hết, nhưng mà tại sao chúng sanh nhào vô đó bị nhiều cái rắc rối gì vậy? Thứ nhất, mình học không tới nơi rồi mình mà hạ thủ công phu là mình chết. Cái thứ hai, mình học cho bao nhiêu chuyện mà mình cũng chưa phân biệt thế nào là chế định pháp mà thế nào là thực tinh pháp, mình cũng chết. Cái thứ ba là khi mình hạ thủ công phu để hành, mình không gặp cái thiện thứ thiệt thì mình đã sai từ đầu thì mình cũng chết. Bởi vì Đức Phật khi mà Ngài dạy rõ ràng đó là Ngài dạy có ba phần: pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp học là cái nhân đưa đến pháp hành, pháp học với pháp hành là cái nhân đưa đến pháp thành. Mà mình học không kỹ làm sao mình có khả năng để mình hiểu cái đó mà để mình hạ thủ công phu. Mà mình chưa đủ khả năng mà mình hạ thủ công phu thì mình chết liền. Ví dụ như bây giờ vậy đi, ta học bao nhiêu chuyện đó để ta thi trung học, mình không thèm học, mình cũng làm đơn đi thi trung học để làm gì? Để rớt chơi cho vui vậy, thấy không? Vậy cứ nghĩ vậy đi. Thành ra cái chuyện quý vị học xong á, quý vị chưa chắc quý vị đã làm được cái gì cho cái thân thể quý vị cả. Nhưng khi quý vị học xong, quý vị hiểu rồi, hạ thủ công phu theo cái pháp học mà mình đã hiểu một cách đúng đắn đó, thì cái điều kiện đó nó mới giúp được cái thân của quý vị làm gì. Mà nhớ đó, cái pháp học không á, nó không giúp gì cả, mà nhiều khi nó còn làm cho những cái phiền não nó nhào vô, nó dựa vào đó để nó làm cho mình trở thành con người tào lao nữa. Thành nó học rồi phải hành, hành để thấy cái những cái điều mà mình đã học đó nó như thế nào, nó đúng hay là nó không đúng. Mà khi mà hạ thủ công mình hành nó đúng như vậy rồi đó thì mình mới thấy được sự thật, thì cái ta cái tôi nó đâu còn nữa đó. Mà cái ta cái tôi nó không còn nữa thì làm sao ấy được. Quý vị học trong trong kinh điển rất nhiều vậy, nghĩa là sáng vô chùa nghe ông thượng thuyết pháp xong cái lại hỏi, rồi ngồi nhắm mắt thở ra thở vô cái đắc tâm quả về nhà đủ vợ, hiểu thôi thôi đi đi lấy chồng khác, thấy không? Tại sao vậy? Tại vì họ phải thấy được sự thật đó họ mới có cái hành động đó. Chứ còn mình không thấy được sự thật rồi mình vẫn ấy, thì dù rằng mình có pháp học càng nhiều càng tốt, chứ là càng tốt cái gì, tốt cho cái sự sai lầm của mình chứ không phải tốt thiệt đâu. Bởi vì học mà không hành đó, là cái điều nguy hiểm rất là lớn lao chứ không phải nhỏ, mà học sai mà hành là còn nguy hiểm hơn nữa. Thời buổi này đâu phải là mình cứ nghĩ là mình học mình hiểu vậy là mình có thể mình hạ thủ không, chưa chắc, nên nhớ chưa chắc. Nó không có dễ dàng giống như mình nghĩ đâu, chưa chắc nó không có dễ dàng giống như mình nghĩ. Là nên mình học cho đúng mức rồi hạ thủ công phu. Mà khi mà quý vị học giàu rằng quý vị có học xong mà hiểu như thế nào nữa, khi mà hạ thủ công phu vẫn phải cần ông thầy đi như thường. Bởi vì tại sao mà phải cần ông thầy? Quý vị coi trong 16 tệ mình xác sẽ biết từ tệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, tệ thứ tư phần đầu đó, nó vẫn có khả năng nó làm cho quý vị tiêu như thường. Chứ không phải là bộ quý vị tưởng là quý vị không có tiêu à. Đó. Thành đã học rồi, hành cho đúng mức cho đàng hoàng thì mới có khả năng được. Chứ còn không có ấy là rất là nguy hiểm. Nhiều khi nó không giúp được quý vị mà nó còn hại quý vị nữa.
Xin phép quý vị đây, chúng rồi cái máy nó bị gì rồi, nó kêu tắt máy để chúng tôi tắt và mở lại rồi chúng tôi mới 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 tiếp tục với quý vị. Nam mô Bích Thầy dạ, quý vị chờ chút nha. Đây là một bức thầy giá, không biết quý vị có nghe tiếng chúng tôi không? Nếu mà nghe tiếng thì mời MC nha. Cái máy tự nhiên không biết sao nó kêu tắt máy không tắt này nè. Có vấn đề. Là một bức thầy giá, mời MC. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con xin nhắc lại cái câu hỏi tiếp theo. Sau khi mà sư trả lời đó, thưa sư, sau khi trả lời về cái vấn đề về pháp học đó thì chị Hà chỉ có nêu lên một cái vấn đề, vậy thì khi nào thì mình biết là mình học đủ để mà hành? Dạ, như vậy con kính gửi mic lại để cho sư chỉ dạy về cái câu hỏi đó. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa cho quý vị, biết như thế nào là đủ? Chúng tôi không có, không phải là thiền sư, chúng tôi không có trả lời chắc chắn được, nhưng chúng tôi dựa vào những trường thiền mà chúng tôi đã đi qua đó. Thì trường thiền, đa số trường thiền ở Thái đó, chúng tôi đi qua đó, thì họ request là học hết gì pháp cung cấp, hết gì pháp cung cấp. Nhưng mà khi chúng tôi qua Miến Điện đó, chúng tôi vào cái trường thiền của ngài Ma Si đó, thì trong trường thiền ngài Ma Si đó là bắt học phải hết chín, hết cái quyển Tấn Pháp Tập Quy Luận, nếu là học hết cái đó, quý vị có thi để được bằng này bằng nọ không, cái chuyện đó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng là phải học và hiểu hết chín cái chương của Tấn Pháp Tập Quy Luận rồi mới vô đó để được thực tập. Nhưng bây giờ ngại nhiều đó thì theo đầu quy đại khái, tức là phải học để mình hiểu thế nào là thực tính pháp và thế nào là chế định pháp, mà thực tính pháp nào xài được trong cái điều kiện thiền chỉ, mà thực tính pháp nào được xài trong điều kiện là mình hành thiền minh sát. Nó có rất nhiều chuyện trong đó chứ nó không phải nó không có. Bởi vì nếu mà mình hành thiền minh sát của mình đó, mình không học để hiểu danh sắc là gì thì nó chắc là mình đi không có xa. Tệ cái tệ đầu tiên là tệ thấy danh sắc mà, thấy không? Mình phải hiểu thật sự như vậy đó. Còn nếu mình không hiểu rồi ấy, còn bây giờ nếu mình là thiền chỉ thì cũng vậy. Mình phải biết cá tánh như thế nào, mỗi cá tánh nó phù hợp với bao nhiêu đối tượng trong đề mục, là 40 đề mục của cái thiền chỉ. Mình học mình hiểu vậy thì mình bắt đầu hạ thủ công phu được. Còn nếu mình không học mình thì hạ thủ công phu là hạ thủ công phu làm sao? Nó đời không có cái gì mà không học hết đó. Học ít học nhiều thôi chứ không gì không học hết.
Đó. Thành ra nhưng mà khi mà mình hạ thủ khôn rồi nó còn dính vào nhiều cái điều kiện khác nữa chứ không phải không. Quý vị nào không tin thì lật trong Thanh Tịnh Đạo là thấy đó. Nổi cái đầu tiên là phải buông bỏ đó, nó gọi là Bà Rí Phô Thá đó. Chính thì nó có 10 chuyện mà phụ nó tới thêm 30 chuyện nữa. Đó. Để cho khi mình vô mình ở đó thì nó không có bị gì dính cái này, không bị dính kia. Thí dụ mình nói về hiểu, thí dụ nhà mình gần đường thiền, chiều có mình vô để mình ngồi giao duyên với đường thiền, vô ngồi mình nghĩ nhà không biết nãy mình mở cái nồi nước sôi, cái ấm nước sôi mình có tắt chưa không biết đó. Hay là lúc mình ra mình gấp quá mình có khóa cửa này chưa, nội như đó là quy quyền khỏi tiền khỏi gì cả đó. Đó là những cái mà nó liên hệ tới đó, là mình cần phải biết, cần phải học để mình dẹp qua những cái đó, thành ra mình mới đi tới những cái nơi mà nó ấy được. Đúng. Hay là cái nhìn cũng vậy đó, cái nhìn mà nó nói là mình đa số vô trường thiền thường nó nhìn là bốn cái hắc tai của mình đó, tức là khoảng hai hai thước ra, nhìn xa nhất là cỡ đó thôi chứ không được nhìn quá cái đó nữa, bởi vì mình nhìn nổi cái ấy nó đủ chuyện đâu đó chứ nó không có dễ. Đừng tưởng mình vô mình hạ thủ công phu để mình làm thiền chuyện dễ, không không phải đâu em. Không có cái gì, từng đọc trong kinh ngày xưa cái gì đó về tu với Đức Phật cho cái đề một cái là vô hành thiền được. Quý vị ơi, chúng tôi nói rồi 84.000 bài pháp của Đức Phật thiết cho Úc có tỷ Như Duy Quyết và chị Thanh Nhu, còn mình tục lây dỗ mình đừng bao giờ mình nghĩ là mình giống như mấy người đó chứ. Đúng không? Mình nghĩ mình giống như mấy người đó là mình chỉ tốn thời gian của mình thôi. Thành ra học để hiểu là như vậy đó, bởi vì ví dụ như bây giờ mình học phá thắng hóa tự là còn biết biết cái những cái gì đó, quý vị nào học rồi biết đó nha. Thứ nhất biết tâm tâm sở với Niết Bàn rồi, tâm có như tâm sở đi theo nó rồi, những cái tâm sở nó thuộc về cái phần nào trong 10 cái phần thì phân chia phiền não này kia, nó có những chuyện đó mình thật nên biết. Chứ còn nếu mình không biết đó, mình đương ngồi giống như chúng ta hay nói đó, đương ngồi tự nhiên thấy người rùng mình nổi da gà, cái mình thấy đã quá, bởi vì học trong duy pháp đó, đó là bị tị đó, bị tị đó. Nhưng mà mình không hiểu cái nhân gần, mình không biết vị tị đó đang nằm trong bốn tâm tham một tà là đủ chết rồi, thấy không? Mình phải biết, phải phân biệt nó chứ, dầu rằng cái pháp đó đó, nghĩa là trong 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 những cái pháp mà của tâm sở, có những cái pháp mà nó đi theo tâm thiện, có những cái pháp mà nó vừa đi theo tâm thiện tâm ác, có những cái pháp đi đi theo tâm ác không. Mình phải phân biệt, phải biết nó để mình có thể mình hạ thủ công phu được. Chứ còn không, chính những cái tên đó nó lừa mình vô trọng đó, chứ không có ai lừa đó, thấy không? Ta nó phải học cho kỹ, học cho đàng hoàng đó. Rồi phải cần một vị thiền sư ít nhất có khả năng để họ hướng dẫn mình trong những cái bước đầu tiên nữa, để không mình bởi vì thiền mình đi sai cái đó rất nguy hiểm. Nam mô Phật dạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ con xin kính tri ân lời dạy của sư ạ. Dạ xin mời những anh chị khác. Mời bà con nêu những cái vấn đề. Thì cái vấn đề mà như hồi nãy con vừa mới trình bày là rõ ràng là cái gì, những cái khái niệm mà mình học trong giáo lý nó nằm cứng ở trong đầu, và mình bị mắc kẹt cứng ở trong đầu, nó không có biểu hiện ra được. À, như vậy vậy thì cái pháp hành đó, rõ ràng là nó có một cái vấn đề gì đó. Thì con quan sát là mình thấy đa số là ngay bản thân mình cũng như vậy. À, con thấy là nó như vậy cho nên con mới nêu ra để mà sư chỉ dạy. Tại vì ngay cả những cái người họ cũng đi hành thiền, họ vẫn đi hành thiền, nhưng mà nó vẫn, tức là cái khái niệm ở trong đầu mình về giáo lý nó không có biểu hiện ra được, vẫn bị mắc kẹt như vậy. Rồi không biết là anh chị nào có những cái vấn đề nào, xin các anh chị vui lòng gõ lên tiếp tục ạ. Vậy con sẵn ở đây nói về cái vấn đề về vô ngã và vô thường. Thì có quan điểm cho rằng tôi là cái ý niệm về vô ngã và vô thường, tại vì vô ngã vô thường là một cái ý niệm, mà một cái khái niệm
đó là nó ví như là cái thuốc để mà nó trị cái căn bệnh là chấp ngã và chấp thường. Thì cái quan điểm đó theo sư thì chúng ta nên hiểu như thế nào? Dạ, tức là có quan điểm họ cho rằng vô ngã vô thường nó là một cái thuốc để mà nó trị cái bệnh mà chấp ngã và chấp thường. Thì khi mà bệnh nó hết rồi thì cũng phải buông bỏ luôn cả cái ý niệm về vô ngã và vô thường. Thì không biết là cái khái niệm đó thì theo sư thì chúng ta nên hiểu như thế nào để chúng ta đừng có bị gọi là bị hiểu một cách cực đoan. Dạ, con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, mình cũng muốn bỏ nó cũng không được. Cái quan trọng là mình phải nhận ra sự thật, chứ mình không thể bỏ, không thể quăng đâu được đó. Bởi vì nó là cái trạng thái rất là bình thường của danh sắc. Vô thường khổ não vô ngã là tại sao nó có vô thường có khổ não ngã? Tại vì nó là danh sắc. Mà khi nó sanh, danh sắc nó sanh diệt đối với một số người đó thì họ thấy là vô thường. Nhưng cũng cái tình trạng sanh diệt của danh sắc đối với một số người đó họ gọi là khổ. Họ thấy khổ. Và đối với một số người đó cũng cái trạng thái đó mà thôi, danh sắc sanh diệt của danh sắc đó thì họ là vô ngã. Bởi vì tôi muốn nói đừng diệt nó cũng không chịu nghe lời tôi đại khái vậy đó, thấy không? Thành ra đó là những cái là mình muốn làm gì nó cũng được cả. Cái điều quan trọng là mình phải nhận dạng nó, chứ mình không phải là mình làm cho nó mất, mình diệt nó hay là mình làm gì cũng được đó. Mình muốn cho nó mất chỉ có một điều kiện duy nhất, tức là mình đắc tứ thánh quả, mình niết bàn, tức là mình chết. Đắc tứ thánh quả mà nếu mà chưa chết thì vẫn còn khổ não vô thường, khổ não vô ngã như thường. Bởi vì cái danh sắc này nó sanh diệt từng sát na mà, chứ đâu phải là nó mình đắc tứ thánh quả cái nó không thèm sinh diệt nữa. Mà nếu nó còn sanh diệt thì nó còn vẫn còn vô thường, khổ não vô ngã, chứ làm sao mất được. Bởi cho tới ngày nào còn danh sắc thì cái trạng thái sanh diệt nó vẫn có, mà trạng thái nó có thì nó có vô thường, có khổ não, có vô ngã. Mà nó bất cứ nói cái gì đi nữa là phải dựa vào sự thật, chứ mình nói là nói cho hay cho quay, nói chơi cho vui, chứ nó không có đúng sự thật. Không có ai mà có thể làm cho vô thường, khổ não, vô ngã mất cả. Nếu mà có người làm được thì người đó phải là Đức Phật, thì Đức Phật thì ngài đã dạy đó rồi, ngài đã để chính thân ngài còn khổ còn vô thường thì làm sao với người khác mà chơi được, thấy không? Bởi vì khi nào mình còn danh sắc thì lúc đó còn vô thường, khổ não, vô ngã. Khi nào danh sắc mình nó diệt, nó không có được sanh trở lại đó thì lúc đó nó mới mất. Cái gì làm cho nó mất cả? Bởi vì nó là trạng thái của danh sắc. Mà ngày nào danh sắc còn thì cái ba trạng thái đó nó còn. Hai trạng thái sanh diệt nó còn thì ba cái tên mà người ta dựa vào cái điều người ta thấy, người ta đặt, người ta chế định ra cái tên đó thì nó vẫn còn, chứ làm sao không có đường nào nó mất hết á. Quý vị có lợi đắc thần thông cỡ nào, thần thông cỡ ngày Mốc Khanh La Ná, ngày biểu mất đi, đừng có sanh diệt nữa, được không? Đâu có được. Bởi khi nào còn sắc là còn cái đó, nó là cái chuyện làm nó mất hay này nọ là cái chuyện nó không thể xảy ra. Nam mô Bổn Thầy Gia. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ, con xin tri ân về lời dạy của sư. Như hình nãy sư vừa mới trình bày là mình phải dựa vào cái sự thật ở trên các pháp. Thì đúng vậy, thì mình dựa trên cái sự thật tự thân của các pháp á. Thì con xin nhắc lại về cái đoạn kinh mà Cách Chà Già Ná Quát Tá Xuất Tại. Nếu mình cho tất cả các pháp là có là một cực đoan, tất cả các pháp là không có là một cực đoan. Như vậy là gì? Hai cái ý niệm có và không có nó không có đủ để mà nó miêu tả được một cái pháp. Trên sự thật tự thân của các pháp nó là như vậy. Mình không thể nói cái pháp đó là có, mà mình cũng không thể nói các pháp là không có, mà nó là do sự hội tụ đủ nhân duyên điều kiện thì nó biểu hiện ra. Thì nếu như vậy đó thưa sư, thì mình sẽ thấy là gì? Bây giờ cái khái niệm, cái ý niệm về vô thường á, vô thường là sao? Là nó phải có rồi sau đó nó biến hoại và nó mất đi. Nhưng mà nó, ngay khi cái pháp đó nó xuất hiện đó, mình không thể khẳng định nó là có.
Và khi mà cái pháp đó nó mất đi á, mình cũng không thể khẳng định nó là không có. Thì như vậy rõ ràng là gì? Rõ ràng là cái niệm vô thường á, nó bị có vấn đề. Cái niệm về vô thường á, ở trong đầu của mỗi người mình hiểu á, nó không đúng với lại cái sự thật tự thân duyên sinh và vô ngã của các pháp. Tại vì cái sự thật tự thân duyên sinh và vô ngã của các pháp, chúng ta không thể khẳng định nó là có và cũng không thể khẳng định nó là không có. Đó là cái lời dạy của Đức Thế Tôn ở trong bài kinh Cách Giá Gia Ná, Gotta Sutta. Và nếu như mình không thể dùng cái ý niệm có và không có để mà mình nắm bắt được một cái pháp, thì rõ ràng là cái ý niệm vô thường nó cũng hình như là nó cũng không phải là luôn luôn đúng được. Là tại vì vô thường là nó phải đang có rồi nó mất, nhưng mà mình đâu có làm như vậy đó. Thì như vậy con đưa ra những cái ví dụ như vậy, thì trong trường hợp đó thì cái khái niệm vô thường mình phải hiểu như thế nào đây thưa sư? Dạ, con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy thêm về cái vấn đề này. Nam mô Bụt Tha Gia Kim Bạch Từ Đầu Ngày. Dạ kính thưa chư quý vị, cái vô thường khổ nở vô ngã nó dựa vào trạng thái của danh sắc và nó chỉ có ở một số người mà thôi. Tại vì cái người đó, đó họ tạo những cái điều kiện trong tiền kiếp, trong quá khứ họ đó, thành ra khi họ thấy trạng thái sanh diệt của danh sắc họ gọi cái đó là vô thường. Nhưng đối với người khác không. Đối với người khác đó, họ thấy trạng thái sanh diệt danh sắc họ gọi là khổ. Đối với một số người khác khi họ thấy cái trạng thái sanh diệt của danh sắc họ gọi là vô ngã. Đó. Thành ra đó là những cái danh từ, những cái chế định được đặt ra để chỉ cho một trạng thái của danh sắc dựa vào những cái điều kiện của nó. Thành ra hỏi bây giờ nó có hay không? Nếu mà không có nhân duyên thì nó không có. Bây giờ mình nói là nếu mà mình nói là nó là không có, cũng dựa vào một số nhân duyên để mình nói nó là không có. Ăn thua cái điều kiện mà mình gọi nó là nó nằm tạo mà thôi. Đó, nghe không? Ví dụ như trong trong sách Na Sanh mình nói nó là có thì không ai hay cãi được, nhưng mà trong sách Na Diệt mình nói nó là có là không đúng. Đó. Nhưng mà vô thường khổ não vô ngã nó phải luôn luôn nó có theo điều kiện là sanh diệt. Cho tới khi nào mình chấm dứt được cái sự sanh diệt của danh sắc thì cái những cái đó nó không còn nữa. Tức là bậc A La Hán đó đã niết bàn, đã bà đi niết bàn á, tức là cái tâm tử của gì đó phát sanh, thì nó không còn vô thường khổ não vô ngã, bởi vì nó không còn sanh diệt. Mà khi nó không còn sanh diệt thì làm gì nó còn vô thường khổ não vô ngã. Đó, thành ra mình nhìn một điểm mà để mình nêu cái ý kiến, cái sự hiểu biết của mình vậy đó, nhiều khi nó không có đúng gì hết, bởi vì mình phải đi theo cái chu kỳ của nó, đúng không? Mà cái chu kỳ của nó đó, chúng sanh không có khả năng theo kịp được. Là tại sao? Tại vì từ bao nhiêu A tăng kỳ là cái điểm khởi điểm nó là mình không biết rồi. Mà mình nói cái niệm khởi đầu của con người trong cái trái đất này đó, lúc tạo thiên lập địa thì có khởi điểm của người. Nhưng mà từ đó tới giờ nó bao nhiêu năm rồi? Nó trên 3.000 tỷ năm rồi thì làm sao mình biết nó nằm từ đâu ra? Mà trên 3.000 tỷ năm nếu mình là người đầu tiên từ thọ tiên rớt xuống mà cho tới bây giờ là mình bao nhiêu kiếp rồi, phải không? Mà nó có những cái điều kiện là mình không có khả năng đó, không có gì đó. Mà có rất nhiều chuyện vậy, nhưng mà mình phải mình, nếu mình muốn tìm cho chính xác thì mình phải làm sao mình định nghĩa được cái khúc đầu của nó và cái đoạn khúc cuối của nó, cái sát na khởi đầu và sát na cuối của nó, thì mình may ra mình có thể mình tìm được một số cái điều kiện cho nó đấy. Nhưng mà cái quan trọng là cái sát na đầu tiên mình không biết và sát na cuối cùng mình cũng chưa biết, thì làm sao mình có thể mình nói nó phải vậy mới được, không thể phải vậy được. Mà trong hàng tỷ người sống trên đấy đó, có một số người dựa vào một số điều kiện, một số cái điều kiện gì đó, thành ra người ta thấy danh sắc sinh diệt nó là người ta thấy khác một số người khác, nhưng mà khác để cho người ta dùng đó làm cái phương tiện để người ta làm một cái điều kiện để cho pháp hành mà thôi. Chứ bây giờ quý vị có nhận dạng nó không? Nhận dạng nó quý vị không cần đặt tên gì hết á,
bởi nó sanh nó phải diệt thôi, quý vị không cần đặt tên nữa, đừng đặt tên này đặt tên nọ, quý vị cứ quán sanh diệt là đó là cái gì kệ nó, nghe không? Quý vị thấy được sanh diệt là bắt đầu là quý vị có điều kiện để đi ra rồi, thì nên theo đó đi ra, chứ đừng nói cái này là cái gì, cái kia là cái gì, nó không là gì, nó không là cái gì cả. Nam mô Bất Thà Giá. Nam mô Bất Thà Giá. Dạ con xin kính tri ân về cái lời dạy của sư ạ. Dạ xin mời mọi người tiếp tục, chúng tôi dừng lại để cho chị gõ lên ạ. Xin mời mọi người, dạ con kính mời sư dùng trà, ngồi nghỉ chút. Dạ. Xin mời các anh chị. Rồi, như vậy thì con cũng thay mặt rung, con tiếp tục nêu cái vấn đề để mà sư chỉ dạy. Không biết là các anh chị nào có gõ gì hay thêm không? Để con tìm lại. Vậy con xin nêu một cái vấn đề, đó là hồi nãy có người hỏi về cái niệm hơi thở đó thưa sư. Thì trong cái đoạn kinh về niệm hơi thở đó thưa sư, ở cái phần gọi là mình niệm về, mình niệm quán về thọ đó, là cảm giác hỷ thọ, thở vô thở ra vị ấy tập, cảm giác hỷ thọ và cảm giác lạc thọ, thở vô thở ra vị ấy tập. Thì con xin hỏi sư là cái giai đoạn chỗ này đó thưa sư, làm cái cảm giác thọ và cái hỷ thọ và cái lạc thọ đó đó, là nó tự nhiên nó khởi lên hay là do cái sự chủ ý của mình tạo tác ra, tức là ở cái bước này nè thưa sư, tức là sau cái bốn cái hơi thở về thân á, thở vô thở ra rồi dài ngắn, rồi cảm giác toàn thân, rồi an tịnh toàn thân, rồi nó qua cái giai đoạn này đó, thì con không biết rằng là cái hỷ thọ và cái lạc thọ ở hai cái câu đầu này đó thưa sư, là nó tự động nó khởi lên hay là chúng ta có cái chủ ý để chúng ta tạo ra cái hỷ thọ và cái lạc thọ này để mà mình cảm nhận. Dạ con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về cái chỗ này. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, khi Đức Phật dạy về cái người nào đó thì có cái khởi đầu, nhưng mà đa số là không thể nào tìm ra cái khởi đầu và cái cuối cùng của nó cả. Thành ra khi mình có cái cảm giác nào đó, nhưng mà ở đây có lẽ là đang nói về cái quán thọ, thành ra Đức Phật đề cập tới họ thọ, thì mình chỉ quan sát cái chỗ đó mà thôi. Thấy không? Cái điều mà quan trọng nhất là khi Đức Phật Ngài thuyết cho chúng sanh là Ngài dùng chế định pháp. Vì nên nhớ chứ, Ngài dùng chế định pháp, chứ Ngài không dùng thực tính pháp. Nhưng mà khi mà cái vị đó hạ thủ công phu để hành theo cái lời dạy Đức Phật đó, người ta dựa vào thực tính đó, người ta dựa vào chế định pháp để người ta thấy thực tính pháp. Mà khi mà thật sự ra nếu mình thấy thực tính pháp rồi mình nói ra không được, bởi vì nó không ai hiểu đó. Nên khi Đức Phật luôn luôn là Ngài dùng chế định pháp để người ta nghe, người ta hiểu, ta nghe lời của Ngài, người ta hiểu rồi người ta có thể hạ thủ công phu thực tập. Nhưng mà cái họ đạt được thì họ không thể nói ra được. Thành ra có những cái câu mình đọc, mình nghe, mình rất rất là khó hiểu. Ví dụ như cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô. Thật sự thở vô là thở làm sao? Mà thở ra là thở làm sao? Cái đó nó chỉ phù hợp với chế định, bởi vì nó cần khoảng thời gian. Nhưng mà khi quý vị quan sát là quan sát hỷ thọ, vậy là quý vị quan sát từng cái điểm mà quý vị có thể nắm bắt được, thì làm sao mà thở vô? Để cái điểm đó nó rất là nhanh, cái thời gian mà quý vị thấy được nó rất là nhanh, rất là ngắn.
Đó. Nó có những cái đó mình dựa vào cái này mình đọc mình sẽ không hiểu, ngoại trừ mình dựa vào những lời giải thích của chú giải hoặc sơ giải rồi mình hạ thủ công phu để mình thấy thôi mà thôi. Đó. Mà khi mà mình thấy rồi đó mình nói người ta không hiểu, tại vì mình không có cái khả năng về chế định ngôn ngữ. Mà mình không có chế định ngôn ngữ rồi đó là mình nói họ là nói tùm lum. Thưa quý vị, nói họ nói tùm lum. Đó. Nên những cái này quý vị muốn hiểu, chúng ta nói nhiều lần, Đức Phật không dạy cho những người như chúng ta, dạy tứ thiệt. Mình muốn hiểu là một hơi là chú giải sớ giải rồi mình coi cái đó là cái gì, rồi mình coi cái người mà đang cảm giác, có cảm giác hỷ thọ đang ở cái giai đoạn nào của cái sự quan sát đó, để mình hiểu. Chứ còn nếu mà nói thở vô thật chứ ra, thở vô thở ra đó, trong thực tinh pháp không có cái nào thở vô nào thở ra đó. Bởi vì thực pháp là quý vị nói tới thời gian nó rất là ngắn. Đó. Ví dụ như bây giờ đó mình để tâm vô cái chậu chót đầu mũi để mình quan sát sự tiếp xúc của hơi thở vô, rồi mình biết lúc nào thở vô lúc nào thở ra. Nếu mình biết thở vô là mình không quan sát được sự tiếp xúc đó, tiếp xúc cho đó, thấy không? Là nó cái này rất là khó để mà giải thích. Đó. Nó có những cái đó quý vị nên cẩn thận, quý vị khi mà lật lật chánh chánh tạng đó quý vị đọc, quý vị cẩn thận, quý vị mình tự không hiểu chứ không không, không chắc gì mình hiểu đâu. Mình phải nghiên cứu trong chú giải thử xem cái đó là cái gì, rồi mình coi một đoạn rất là ngắn mà thôi. Chứ còn thở ra thở vô tập vô đó thiệt kìa quý vị, mình đâu phải đâu mình còn mình coi tivi đâu hay là coi movie đâu mà nó có thời gian dài cho mình thấy rồi. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy giá, con xin tri ân lời dạy của sư. Và chỗ này như sư hồi nãy sư có nói đó, là Đức Phật lời dạy mà ở trong kinh đó, là Đức Phật dùng chế định pháp để mà dạy. Như vậy thì nếu mà chúng ta cứ cố gắng lấy cái nghĩa theo cái kiểu của vi diệu pháp để mà chúng ta giải kinh thì như vậy có đúng ý của Đức Phật hay không? Dạ. Tại vì sư nói rằng là những cái lời dạy trong kinh là Đức Phật là dạy dùng chế định pháp để cho cái đối tượng đó, họ hiểu theo cái chế định pháp. Mà bây giờ nếu mà chúng ta là cứ cố gắng là chúng ta phải giải thích những cái đoạn kinh đó mà theo cái kiểu hiểu của vi diệu pháp mà chi pháp á, thưa sư, thì như vậy liệu là nó có khách quan mà nó có đúng với lại cái ý của cái bài kinh đó hay không? Thì như vậy chỗ này thì chúng ta phải nhận thức như thế nào? Và còn kính gửi mít cho sư chỉ dạy. Nam mô Bụt Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa quý vị, cái chỗ này chúng tôi nói rồi là chú giải sẽ giải ra đọc rồi hạ thủ công phu để coi nó như thế nào mà thôi. Quý vị muốn thấy được cái chỗ, muốn hiểu được chỗ này phải hiểu qua pháp hành, nhưng thể ta hiểu qua pháp học được. Mà bây giờ mình không hiểu mà cứ mình ráng cố gắng mình giải thích ra càng chết sớm nữa đó. Thấy không? Mình phải hạ thủ công phu để mình vừa quan sát theo cái điều kiện được giải thích trong sơ giải chú giải á, để mình thấy được sự thật á, thì lúc đó mình mới có khả năng để mình hiểu, chứ đừng nói mình giải thích không có được đâu. Hiểu thì hiểu được, bởi vì mình hạ thủ công phu thì mình hiểu, nhưng mà cái hiểu của mình á, mình không có đủ khả năng để giải thích cho người ta hiểu, chứ nó không phải dễ. Bởi vì có những cái đó nó vi tế đến cái độ mà cái câu đó đó chế định, mà khi mình hiểu theo nội dung của nó là thực tính pháp, chứ mình không thấy cái gì có chế định trong đó cả. Bởi vì những cái nào liên quan tới pháp hành đó
là thường thường diễn tả thực tính pháp chứ không thể nào nói là chế định pháp, nhưng mà cái ngôn ngữ đang xài là chế định pháp. Bây giờ thí dụ như huynh huynh để cái tâm huynh vô cái dành lỗ mũi nào cũng được, rồi quý vị quan sát cái hơi nó đi vô hay hơi nó đi, đi ra vậy đó, tùy theo mà nó cái nó xúc vô đó, huynh cảm thấy cái chỗ đó nên nó có sự tiếp xúc rồi, huynh nhận dạng được sự tiếp xúc đó, huynh biết cái lúc đó huynh thẳng thở vô thở ra. Để biết thở vô ra làm sao, là cái tâm nào mà là nằm ở chỗ tiếp xúc để quan sát nó. Thấy không? Nghĩ vậy đây. Khoan khoan hãy quan sát, cứ nghĩ gì đây. Mình ghiêng cái tâm mình vô một điểm vậy đó, mình làm sao biết cái nào lúc nào đi vô lúc nào ra. Mà mình biết nào vô nào ra, tâm mình chạy theo hơi thở chứ mình đâu còn quan sát cái điểm tiếp xúc nữa. Cứ suy nghĩ đi là biết. Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, như con tập thì con cũng để cái tâm ngay cái cánh mũi thì mát là vô. Dạ, cứ hơi thở mà nó vô là chỗ đó nó mát, là nó xúc vô chỗ đó thì nó thấy nó mát hơn. Và ra thì nó ấm hơn. Thì con thường là thấy như vậy, và trong thanh tịnh đạo cũng có cái hướng dẫn như vậy, cũng có cái hướng dẫn rằng là để cái tâm ngay cái chỗ mũi để mà cảm nhận cái sự là mát hay là ấm của cái hơi thở vô ra. À, nhưng mà cái vấn đề con thắc mắc ở chỗ này đó là tại vì á, là ở đây nó có cái chữ mà con tra chữ Bali luôn đúng, đó là cái sự tập luyện, tức là vị ấy tập là thưa sư, tức là cảm giác hỷ thọ thở vô thở ra vị ấy tập. Mà vị ấy tập ở đây là sự luyện tập. Điều đó có nghĩa, như con hiểu, có nghĩa là cái gì? Là cái cảm giác hỷ thọ và là chỗ này đó thưa sư, là mình phải chủ động mình tạo tác ra để mà mình cảm nhận. Tại vì có cái sự luyện tập ở chỗ này. Anh chị con bị thắc mắc chỗ này. Tại vì có những cái vị giáo thọ đó thì họ giải thích rằng là cái hỷ thọ và cái lạc thọ ở cái bước này á, thì nó là cái hệ quả của bốn cái hơi thở về thân. Đây là bài kinh về Anapanasati đó. Nhưng mà cũng có vị thì dạy rằng là cái hỷ thọ và cái lạc thọ chỗ này á, là mình phải chủ động để mà mình tạo ra. Cho nên anh con bị hơi bị vướng ở chỗ này một chút xíu, nó không có thông. Còn cái phần ẩn ở đây con xin hỏi sư là ở trong bốn cái hơi thở đầu tiên đó có cái cảm giác toàn thân tịnh thân hành đó được chứ, thì có người nói đó là hở, nhưng mà cũng có người vị thì nói đó là toàn bộ cái thân thể. Thì xin sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Xin sư cho cái ý kiến về cái vấn đề là cảm giác toàn thân hay là an tịnh thân hành. Thì ở đây ám chỉ cái đối tượng nào? Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Hai cái đó đều chỉ hơi thở. Toàn thân là toàn hơi thở, tức là mình để tâm cho đó mình biết hơi thở từ lúc biết cho tới lúc nó ngừng thì hết hơi thở của mình nè. Cái chỗ đó là tính hơi thở, bởi vì mình đang quan sát hơi thở, mình chỉ biết cái đó toàn thân toàn gì, nó dùng chữ gì cũng là hơi thở, chứ không thể nào qua cái khác. Toàn thân là cái thân này, không phải toàn thân là cái hơi thở. Đó là chú giải thích chứ không phải chúng tôi giải thích. Nhưng mà cái khổ một cái đó là đâu có nên nhớ cái chuyện đó, mình nên nhớ cái chuyện đó khi biết thở dài biết thở ngắn đó, cái đó không phải biết toàn bộ hơi thở.
Quý vị nên nhớ đó, khi mình biết cái nào dài cái nào ngắn đó là phải có đã có sự so sánh, mà so sánh với cái gì đó. Ví dụ quý vị đặt cái tâm ngay chỗ cái dành mũi đi, cái thở ra nó tới số là nó vô nó ra vậy đi, làm sao quý vị biết thở nó dài thở nó ngắn đó. Thành ra khi mình biết cái hơi thở nào dài hơi thở ngắn là biết là do cái gì, do cái tâm với tâm sở mà nó biết. Thì chú giải giải thích cái biết chỗ đó là do niệm, mình có cái niệm trong cái sự biết đây là lâu thì cái đó nó hơi thở, nó gọi hơi thở dài. Mà hãy cái niệm nó biết ngắn hoặc là biết ít thì cái thở đó gọi là hơi thở ngắn. Chứ thật sự ra mình nói mình biết hơi thở dài là cạc lách, không có mình trong đó. Chỉ có danh với tâm với tâm sở nó biết thôi chứ không ai biết hết đó. Nhưng mà khi người ta viết theo văn bài văn bình thường ra tôi sẽ thở vô chứ không không có tôi nào trong đó mà thở vô đó. Bởi vì cái đó là điều động với tâm với tâm sở. Thì cái này cũng vậy, nên khi mình muốn mà tại sao gọi là mình biết biết thở thở dài, tức là cái niệm nó nằm ở trong cái sự biết nó lâu, mà hãy cái niệm nó nằm trong sự biết ngắn thì gọi là hơi thở ngắn, chứ không có liên quan gì tới thân còn thân hay là cái tì đó. Nó chỉ liên quan với cái danh mà và cái sắc là cái hơi thở mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca và con xin kính tri ân về lời dạy của sư. Dạ, xin mời mọi người nêu những cái vấn đề khác lên ạ. Xin mời mọi người nêu những cái vấn đề khác lên. Những cái câu hỏi. Dạ, đề mục hơi thở là một cái đề mục rất là quan trọng nha. Dạ, đề mục mà hơi thở là rất là quan trọng. Mà như sư nói là tập thì nếu mà mình tập sai đó, thì nó cũng sẽ đưa tới những cái hậu quả tai hại mà bất khả tư nghị này kia đó thưa sư. Nhưng mà con cái này có cái suy nghĩ riêng của con thôi, thì con thấy rằng là mình cứ coi theo ví dụ như là những cái cách dạy cụ thể như vậy, rồi mình tra vào trong chú giải là để mình hiểu rõ từng cái động tác này có cái nghĩa là như vậy, thì con nghĩ nó làm sao mà nó gây ra tai hại được thưa sư. Thì một là mình chưa có khả năng mình thấy thôi, hai thì là cái mức định mình mà nếu mà nó tốt hơn thì mình có thể mình cảm nhận được chút, còn cái chuyện mà cái mặt trái mà nó gây ra tai hại thì con thấy đâu có gì đâu mà con thấy mình nó tai hại. Bây giờ vô ra mình cảm giác cái hỷ thọ của mình, hay là cái lạc thọ của mình, thì hoặc là mình cảm giác được hoặc là mình cảm nhận không được thôi, chứ làm sao mà nó gây ra tai hại, ý con chưa thấy như vậy. Cũng giống như là bây giờ theo dõi hơi thở vô ra, thì hoặc là lúc đầu cái mức niệm và định của mình nó chưa đủ thì mình không có thấy được, mình không có cảm nhận được rõ ràng, cái tướng nó không hiện lên. Rồi hoặc là sau đó thì nếu mà niệm định nó tốt thì mình hiện lên, như vậy thì con đâu có thấy cái mặt trái của cái việc mà mình tập như vậy đó, thì nó dẫn tới những cái tai hại gì thưa sư. Và con kính gửi mic để cho sư nêu rõ về những cái chỗ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Quý vị để trong cái thiền minh sát, cái tệ thứ tư, cái tệ đầu, tệ thứ tư có hai phần, phần đầu và phần sau. Phần đầu là tà rú ná, tức là còn yếu, phần thứ hai là phá lá quá. Nha. Tại sao mà nó bị cái gì mà, nghĩa là quý vị coi trong quý bạch sanh u bạch lê xạ có 10 chuyện, mà trong có 9 chuyện là thiện pháp rồi, nên nhớ chuyện đó, 9 chuyện là thiện pháp. Nhưng cái thằng thứ 10 là ác pháp này, nó vô nó dẫn quý vị đi lạc như thường, đúng không? Nghe tới tệ thứ tư rồi đó, dẫn đi lạc như thường. Thành ra mình đừng có nghĩ rằng làm sao tôi làm gì mà sao lạc, vẫn lạc như thường.
trong cái tích tắc cái anh chàng ác nó vô là nó làm cho quý vị tiêu liền chứ không nói tiếng nào đó. Bởi vì tới cái tệ thứ tư rồi mà vẫn chưa đủ năng lực để chiến thắng được cái đó. Anh ta sao phải cần thầy là gì đó, cái trình pháp là với cái điều kiện về lòng thầy không biết cái đó là cái gì liền. Còn nếu không ông không biết thì mình ta đi theo nghiệp của ta. Thành ra mình đừng có nghĩ là ơi đâu có gì đâu mà tại sao mà nó bị vậy bị vậy bị vậy. Áo pháp nó che ngay bất cứ lúc nào. Chứ không phải đâu. Chúng tôi nhắc cho quý vị nhớ đó. Trong con người của mình á có 12 cái anh xấu và chỉ có 8 cái anh tốt mà thôi. Đấy đó. Cái thứ hai đó là khi á nó phải nói chứ. Quý vị có biết á trong cái tâm của mình á hay là trong cái tim của mình á nó nóng tới bao nhiêu độ quý vị biết không? Đó. Thường thường ở ngoài đó là trăm độ là bá thở gì không khí ngoài trong rồi đó, nhưng mà trong tim hay trong tâm mình đó nó nóng tới 1.500 độ rồi quý vị có biết không? Đó. Có lẽ đây quý vị chưa nghe, quý vị không biết đâu, 1.500 đó là 1.500 trong loại phiền não đó. Nó trong cái não và trong cái tim của mình thì hỏi mà nó không nóng rồi nó không cho mình chết cho được nha. nóng cho mình chết luôn ở trong ngoài giảng luôn. Anh đó những cái mà ví dụ mình cảm giác cái gì mà mình không có chắc ăn đó thì phải bình tĩnh hoặc là cho cái vị thiền sư đỡ đầu mình biết, chứ mình đừng có nhắm mắt làm càng, mà nhắm mắt làm càng là dễ chết lắm quý vị. Vậy là nhớ chuyện đó nha. Chứ không phải không, anh đó mình tưởng đâu có thấy gì đâu. Bởi vì những cái pháp ngũ ngầm nó ở trong đó, nó có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào. Bởi vì nên nhớ cái chuyện đó. Bây giờ ông tin về coi là 10 cái quý là sanu và kỳ lê xạ, 10 cái phiền não minh sát đó. Chính cái đầu tiên là thiện pháp. Nhưng cái thằng thứ 10 là ác pháp, nó nhào vô là nó dẫn mấy anh chạy kia chạy lạc như thường. Mà nó dẫn vô chạy lạc là mình tiêu. Nam mô Bố Thầy giá. Nam mô Bụt Tha Dạ, và con xin tri ân lời dạy của sư ạ. Dạ xin mời mọi người, xin mời mọi người tích cực lên, là nêu những cái vấn đề. Xin mời mọi người. Thì con cũng có cái vậy đó, thực sự con có cũng trình bày rất là thật ra là hồi xưa con nghe nhiều vị giảng nói rằng là nó rất là nguy hiểm này kia đó thực sự. Nhưng mà tại vì mình không có điều kiện để mà mình có thể mình được học với những cái vị thiền sư thứ thiệt. Mình không có điều kiện, ví dụ như vậy. Mà nếu như bây giờ mình không có điều kiện mà bây giờ mình cứ sợ mà mình không dám hạ thủ công phu thì đâm ra là con thấy rằng nó còn không có lợi ích gì hơn. Cho nên là con cũng cứ lao vô con làm thử trên đó luôn. Dạ. Chứ còn bây giờ cứ sợ rằng là không có thầy dạy á thì mình không cần học, mình không cần tập thì nó uổng quá. Mà trong khi đó là bây giờ thì là chú giải rồi, mình lên trên mạng này kia cũng tương đối là khá kỹ. Dạ. Dạ xin mời các anh chị khác. Anh chị con cũng làm đại luôn. Nhưng mà cũng không thấy gì hết. Dạ. Con xin mời mọi người ạ. Xin mời các anh chị ạ. Anh chị vẫn chưa có nêu cái vấn đề gì cả. Nó không có nêu cái vấn đề gì. Như vậy thì con tiếp tục nêu cái vấn đề để xin sư chỉ dạy ạ. Con tiếp tục nêu cái vấn đề khác. Xin sư chỉ dạy thêm.
Như về cái lý vô thường đó, thật sự thì các pháp đó, nó sẽ là biến đổi là trong từng cái sát na như vậy. Điều đó có nghĩa rằng là các pháp đó, nó luôn luôn ở trong một cái trạng thái là nó trở thành một cái khác. Nó trở thành một cái khác. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là các pháp đó, nó không phải là chính nó. Tại vì sát na nó vừa sanh lên nó diệt và nó sanh lên nó diệt, có nghĩa là nó không phải là chính nó. Mà nếu như các pháp á, nó luôn luôn trở thành một cái khác, nó không phải là chính nó, thì như vậy cái vấn đề mà mình nói gọi là thấy pháp, ở đây mình phải hiểu là thấy cái gì. Tại vì pháp á, nó chưa từng nó là chính nó, mà vô thường mà cứ sanh là nó bị chuyển sang một cái mới, sanh rồi diệt chuyển sang một cái mới. Như vậy thì mình gọi là mình thấy pháp là mình thấy cái gì. Dạ, còn kính gợi mic cho sư chỉ dạy vấn đề này. Nam mô Bố Thầy gia kinh bạch chư tôn. Dạ kinh thưa chư vị, tùy theo cái nơi nào mình thấy, mình nói mình thấy pháp thường thường thấy sanh diệt, tại mình quan sát những cái thực tinh pháp cái danh sắc mình thấy sanh diệt à. Nhưng nếu mà mình thấy liên tục rồi đó, lấy liên tục cho tới cái lúc mà gọi đắc đạo quả đó, thì thấy pháp có lúc đó là thấy những cái pháp siêu thế à. Dầu rằng nó sanh là nó diệt nhanh lắm, nhưng mà mình nên nhớ là mình thấy được những cái đó. Thế còn nếu nói nó không, nó sanh diệt không để lại gì, nhưng mà nên nhớ cái chuyện là mình vẫn có thể mình lấy được. Ví dụ như trong cái sự thấy mà gọi là thấy thấy hiện tại đó, thật sự ra không ai thấy hiện tại được đó. Ở cái lộ trình tâm của mình nó đương sanh diệt thì làm sao mà mình nói mình thấy 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 như thế nào, thấy không? Nhưng mà người ta vẫn chấp nhận cái hiện tại mà thiên về quá khứ chút á, nghĩa là nó mới về việc đó, người ta mà mình vẫn tiếp tục thấy được, là người ta vẫn coi cái đó là thấy hiện tại, nhưng mà thật sự nó diệt rồi chứ nó không còn ở đâu cả. Thành ra có những cái mà trong ấy là mình phải coi chừng, mình đọc 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 ráng đọc cho hiểu, hoặc hỏi những cái vị nào cho cái giải thích cái chỗ đó, tại sao chỗ đó nói như vậy. Thì nếu mình tìm chú giải chứ giải không ra, thì mình hỏi những cái vị nào có kinh nghiệm về tâm tạng có học đó, họ sẽ giải thích được cho mình, cho mình đâu bao giờ mình tự suy nghĩ lấy hết đó. Còn cái chúng tôi nói là cần phải có thầy có đồ đó, quên ở cái chỗ mà không có thầy đó, ít nhất cũng cần đó, nên có cái vị nào mà quên biết có khả năng đó. Lỡ mình có trục trặc cái gì đó thì mình có thể mình tới đó mình hỏi vị đó được, chứ còn mình trục trặc mình không ấy rồi mình cứ thử để coi thử ngày mai nó có trở lại không, mà kêu dùng coi chừng á. Nó mà trở lại thiệt mà cái thứ 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 mà thứ xấu thiệt xấu đó, là coi chừng á, mình có hại chứ không ai có hại đó. Bởi vì ở mấy cái nước mà như Thái Lan Điện đó, là bao giờ họ cũng có ông thiền sư, là ở chùa nào cũng có một cái vị thiền sư đó, dù là có thể chùa đó là không có dạy thiền, tại ta không đủ điều kiện, nhưng mà vẫn có vị thiền sư để làm gì, để cho những cái vị mà trong chùa hoặc ở ngoài mà thối, người ta vô trong chánh điện người ta tụng kinh trong tân hồi 5-10 phút, mà lỡ nó cái gì là lạ nó phát sanh đó, người ta vẫn bỏ ta hỏi ông đó được, để cho ông đó có ý kiến ông giúp đỡ cho mình như thế nào ông giúp mình được. Chứ lỡ mà nó xấu thiệt á thì mình nó có hại, mình có hại, bị nó hại chứ không có đường nào khác đó. Thành ra những cái đó là những cái mình phải cẩn thận, phải coi chừng mới được. Chứ còn nếu mà không ngấy đó, mà lỡ thứ thiệt mình đi vô mà nó táp đúng mình đó, rất là nguy hiểm. Nguy hiểm thật sự chứ không phải nói là nguy hiểm thật sự à. Tại vì quý vị không tin hỏi những cái gì nào, thường thường mà đi trường thiền ở bên Thái Nguyên Điện thường thường đó, lâu lâu rồi sẽ thấy những trường hợp rất thường, tại lý do rất là dễ hiểu, đó là tại vì cái ngôn ngữ bất đồng đó, nhiều khi vô gặp thiền sư quốc tử hỏi không được, phải chờ cái vị thông viên nó có rảnh hay không này kêu sùm đó, thì cái đó là nó đưa tới cái sự nguy hiểm cho mình chứ không có gì đó. Thành ra quên tự tập cũng được, tại vì lý do là mình ở cái nơi nó không có đầy đủ tiện lợi, nhưng mà nên nhớ tìm gần cần cái chỗ nào có gì tư nào mà có khả năng đó, để xin phép ngày trước là tới khi nào cần, nghĩa là mình thấy cái gì nghi ngờ hoặc cái gì mình hơi 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 ngần ngại đó,
mình tới đó để mình xin ngài giải thích hay ngài giải đáp cho một số chuyện vậy đó, thì nó giúp cho mình, nó giúp cho mình khỏi phải bị những cái chuyện mà sau này có muốn tiếc cũng không tiếc được. Nó mình đâu hiểu tới nơi tới chốn đâu, phải nó thật sự vậy đó, mà không hiểu tới nơi tới chốn nhiều khi đó là những cái mà nó còn nguy hiểm hơn kẻ thù của mình nữa, mà nguy hiểm kẻ thù mình ấy, thành ra cẩn thận mấy cái đó, chứ nếu mà không cẩn thận nó rất là nguy hiểm. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sa thú dạ con rất là ghi nhớ, ghi con tri ân về những cái lời căn dặn của sư. Dạ thì con vẫn ngay tiếp về cái mục về cái vấn đề thấy pháp đó, thì con lại nhớ liền tới cái đoạn kinh rất là nổi tiếng, đó là này Quắc Ca Lý, ai thấy pháp người ấy đã thấy ta, mà ai thấy ta thì phải hiểu là người ấy đã thấy pháp. Này Quắc Ca Lý, đang thấy pháp tức là đang ta, mà đang thấy ta phải hiểu là đang thấy pháp, thì ta đây là Đức Thế Tôn. Thì như vậy cái chữ pháp ở trong cái đoạn kinh này đó thưa sư là đang ám chỉ đó là cái pháp gì, và con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tổ, giả kính thưa chủ vị, chư pháp mà ông Quắc Ca Lý ông đang thấy tức là pháp mà ông đang chứng đắc đó. Thí dụ như ông đó ông đắc sơ quả thì ông thấy pháp tức là sơ quả, nghĩa là cái lộ sơ quả đó, hay về với Niết Bàn ông thấy là thấy cái đó. Bởi vì thấy cái đó mới biết mình chứng đắc được, chứ nếu mà thấy cái khác còn đâu biết chứng đắc. Bởi vì chúng tôi nói cái chữ pháp này đó, Việt Nam mình cái dịch thấy tham má là pháp, tham má là pháp, trong bộ Tam Tạng nó tới 71 nghĩa khác nhau rồi, chứ nó mấy được. Nhưng mà những cái câu ngắn ngắn là thấy ai thấy pháp là thấy thấy Như Lai đó, tức là cũng giống như bây giờ đó, chúng tôi nói bây giờ đó mình không có để ý, nhưng mà ví dụ cái chánh điện mình hồi thời Đức Phật không có chánh điện, anh nhớ vậy đó ha. Cái chánh điện bây giờ mình vô mình tụng kinh đó, cái đó tượng trưng cho cái khanh thác của đi của Đức Phật, tức là nơi Đức Phật đang đang trú ha, Đức Phật đang trú hồi xưa đó. Thành ra bây giờ đó những cái nước như Thái Lan hay mấy điện là kim sùm đó, thì cái chánh điện là chỉ có chư tăng vô đó để tụng kinh mà thôi, tức là tư tăng vô đảnh lễ Đức Phật để được nghe ngài thuyết nói pháp. Thì cái bài mà ngài nói đó, chư tăng đang tụng lại cái lời ngài nói, tưởng giống như là chư tăng đang ngồi nghe cái pháp của ngài đang giảng thuyết vậy đó, chứ còn không phải vô đó là vô chính điện là để tụng kinh, đây làm cái gì khác ngoài cái chuyện đó. Nghĩa là mình phải có cái tư tưởng là mình vô đảnh lễ Đức Phật để được nghe pháp của ngài, nhớ vậy đó, đều rằng mình đang tụng cái pháp của ngài đó, nhưng mà nghe pháp của ngài. Nó mấy cái nơi đó là người ta không cho người 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 không không phải là nhà sư vô đâu đó. Nó chùa Thái thì nó có một cái trung tâm, nó gọi cái khu sinh hoạt đó, nó cũng có cái xà la rất là lớn để cho cả những nam phụ nữ vô đó tụng kinh niệm Phật hay là học hành cái gì vô đó, chứ còn chánh điện là thường là không có cho vô. Thì bây giờ cũng vậy, ví dụ như mình nói mình thấy thấy Đức Phật tức là thấy pháp, cái thì cái pháp mà Đức Phật giảng theo chú giải đó, tức là bốn đạo bốn quả và một niết bàn đó, tức là ai thấy một trong bốn đạo, một trong bốn quả và niết bàn đó, cái đó được gọi là thấy pháp đó. Mà cái đó là lời Đức Phật nói ra, tức là thấy pháp tức thì giống như là thấy Đức Phật đang đứng trước mặt vậy đó. Bởi vì cái bốn đạo bốn quả niết bàn là tượng trưng cho Đức Thế Tôn, bởi vì đó là lời dạy của ngài đối với cái chư tăng đó. Thành ra chư pháp cho đó là nghĩa đó. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhưng mà Tiêu Tôn hiện giả kinh thưa chỉ cần xin nào lấy trong đó cả. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá, Nam mô Rất Tăng Nất Ta Chết Sa.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Chúng con kính cảm ơn Ngài Liệu Tông rất là nhiều đã đến Đạo Tràng Phật Giáo Nam Truyền để trả lời những câu hỏi thắc mắc của chúng con trong Đạo Tràng. Con cũng kính cảm ơn huynh tu học Phật Pháp rất là nhiều. Dạ, giờ đây con xin đọc phần sám hối Phật Bảo và Tăng Bảo và kính Sư Trí Đức chúc phúc cho Đạo Tràng chúng con. Uttamang ye na wan de hang ba na bang song wa uttamang butte yo khalito do so utto khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vui phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoành đề hằng thăm chế đu quy thăng quá rằng thăm mê vô khá lý tô đô sô thăm mô khá ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo là Pháp Học và Pháp Hành. Các tội lỗi mà con đã vi phạm đến Pháp Bảo, cúi xin Pháp Bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoành đề hằng sang khanh cha đu vi thốt ta mang sang khề vô khá lý tổ đồ sô sang khô khá mát tu tăng má mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng mít đến Ngài Trí Đức, mong Ngài chúc phúc cho Đạo Tràng chúng con. Sakato ambuddha ratanang o sasang o tamang warang hitang dewa manusia nang buddha teke na sotina na sang tubat dawa sape dukha wubasamain tukte sakato am Thammaratan hango satang uttamang warang barila upasamanang thammate che na sothina na santu vardhava sabbe phayagu upasamantu te sakkatoam Sankharatan hango satang uttamang warang ahunayyang bahunayyang sankhate che na sothina na santu vardhava sabbe roga upasamain Tu tê nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mong mì sâu xa và những điều tai hại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Soa thalatho subito virunho bodhasa sanaya rogo subito hoi sa sabbe nyati phi sa thalatham subita viruna bodhasa sanaya roga subita hoi sa sabbe nyati phi te thalatha subita viruna bodhasa sanaya roga subita ho thasa sabbe Hiệt nhà thị phiên cầu xin cho các hiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thai. Và sau đây con xin đọc phần hồi hướng.